Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 136. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên cười lớn nói, nếu đã là nguyên nhân tai ách thì cứ để bản thân ta đối mặt đi. Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, cười nói, giống hệt như ta nghĩ. Nhưng mà, vẫn nên giúp ngươi chút chuyện nhỏ vậy. Hắn ta nhìn phần bụng Diệp Huyên, trong vòng một năm, ngươi không thể ra tay với tiểu đệ này của ta, một năm sau, cho ngươi tùy ý ra tay. Có vấn đề không? Bên trong tháp giới ngục, cánh cửa tai ách vội gật đầu, không vấn đề. Nàng ta biết, kiếm tu này là muốn để nàng rèn luyện cho Diệp Huyên. Nhưng mà như vậy lại hợp ý nàng ta. Bởi vì như vậy thì có thể không phải chết rồi. Sống sót thì mới có tương lai. Bên ngoài tháp giới ngục, kiếm tu đột nhiên mở lòng bàn tay, trong cơ thể Diệp Huyên như thể có gì đó biến mất. Diệp Huyên nhìn kiếm tu khẽ cười, kể từ bây giờ, hai huyết mạch chi lực này của ngươi có thể dùng được rồi. Ngoài ra, ngươi cũng có thể dùng hồi phục thân thể và kiếm thể của ngươi rồi. Đừng lo lắng những chuyện khác, ngươi bây giờ đã là bán bộ nhập phàm rồi, suy nghĩ đã có thay đổi về chất, cho dù có huyết mạch chi lực và thân xác thì ngươi cũng sẽ không đánh mất bản thân. Nói rồi, hắn ta chợt dừng lại rồi nói tiếp, dù là huyết mạch chi lực. Hay là thân xác thì những thứ này đều là sức mạnh của bản thân ngươi, chỉ là không thể quá ỷ lại, đương nhiên, chớ nói đến thân xác và huyết mạch chi lực, ngay cả kiếm cũng không thể quá ỷ lại. Diệp Huyên có phần không hiểu, ngay cả kiếm cũng không thể quá ỷ lại. Kiếm tu cười nói, đúng. Diệp Huyên vội hỏi, tại sao? Kiếm tu khẽ cười, đợi sau khi ngươi nhập phàm, ngươi sẽ dần dần hiểu ra. Nói xong. Hắn ta quay đầu nhìn chân trời, cậu nhóc, nên chia tay thôi. Nói rồi, hắn ta lập tức biến thành một luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời tinh không. Diệp Huyên ngẩng đầu quan sát tinh không xa thẳm, lúc này, đột nhiên cánh cửa tai ách lại nói, đừng nhìn nữa. Hắn bây giờ đã ở ngoài cả vạn tinh vực rồi. Diệp Huyên bỗng hỏi, tiểu ách, rốt cuộc đại ca này của ta mạnh đến nhường nào? Thực lực của tam kiếm. Trước giờ đều là một bí ẩn. Cánh cửa tai ách trầm mặc. Kiếm tu kia rốt cuộc mạnh đến nhường nào? Nàng ta không biết. Bởi vì đối phương giết nàng ta, chỉ cần một kiếm. Lúc này, Diệp Huyên rời tầm mắt, hắn lắc đầu cười, mặc kệ vậy. Ta vẫn nên tu luyện thân thể ta thôi. Nói rồi, hắn lấy tiểu tháp ra, tiểu tháp, máu của cô gái đỉnh đầu tam giác kia đâu? Tiểu tháp đang định nói thì lúc này, cánh cửa tai ách bên trong tháp giới ngục đột nhiên biến sắc, đồ hèn, chạy mau. Diệp Huyên sững sờ, cái quỷ gì vậy? Cánh cửa tai ách giống giận, đồ ngu, mau chạy đi. Có người bảo vệ pháp tắc đang xuyên tinh vực đến nơi này. Diệp Huyên ngơ ngác, người bảo vệ pháp tắc, không phải, có người bảo vệ pháp tắc chạy đến, không phải ngươi nên vui sao? Cánh cửa tai ách lớn tiếng, đồ ngu. Không thể giải thích nhiều với ngươi được, mau chạy đi, không chạy thì ngươi cứ đợi chết đi. Đối phương không giống như ta đã bị kiếm tu kia phong ấn phần lớn thực lực, mà đối phương đang ở trạng thái đỉnh cao đấy. Trạng thái đỉnh cao, ngươi hiểu không? Diệp Huyên do dự chốc lát, rồi nói ta đánh được không? Cánh cửa tai ách giống lên, ngươi đánh cái khỉ ấy. Có biết mãnh thú vừa nãy không? Đối phương muốn giết hắn ta, chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Nàng ta là trạng thái đỉnh cao, ngươi có hiểu không? Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách giống gào, đại ca kia của ngươi đã đi xa rồi. Ngươi chẳng thể ra vẻ được nữa đâu, mẹ nó chạy mau đi có được không? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu ách, chú ý tốc chất. Tố chất. Cánh cửa tai ách nổi giận, cái tháp rách nát vô tâm vô tư như ngươi, ngươi còn nói tố chất với ta nữa, ta đồng quy vu tận với ngươi đấy. Lão tử đây chịu đủ hai tên khốn các ngươi rồi. Diệp Huyên. Mau trốn. Diệp Huyên không chút do dự, dứt khoát quay người ngự kiếm rời đi. Người bảo vệ pháp tắc ở trạng thái đỉnh cao. Hắn cũng không quên trạng thái đỉnh cao của cánh cửa tai ách này là sự tồn tại như thế nào. Chỉ là khiến hắn không hiểu chính là, có người bảo vệ pháp tắc mới đến tìm mình, vì sao cánh cửa tai ách này còn sốt ruột hơn cả mình. Chẳng lẽ giữa những pháp tắc vũ trụ cũng có mâu thuẫn? Cũng không suy nghĩ nhiều,
Diệp Huyên tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn. Lúc này, bỗng nhiên cánh cửa tai ách nói, sang bên trái. Tiến vào hố đen tinh không kia, sau đó xé rách tinh không chạy trốn. Diệp Huyên đi về phía bên trái, dường như nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng nói, tiểu ách, tốc độ của ngươi khá là nhanh, hay là ngươi ra đi. Cánh cửa tai ách lạnh lùng nói, sở dĩ bây giờ người phụ nữ kia vẫn chưa tìm được đến nơi này là bởi vì nàng ta không cách nào xác định vị trí của ngươi, nếu ta đi ra, nàng ta lập tức có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao đối phương biết ta ở chỗ này? Cánh cửa tai ách im lặng một lát rồi nói, hẳn là vì trước đó ta ra tay. Diệp Huyên hỏi, đối phương cũng là người của thần đình vũ trụ sao? Cánh cửa tai ách nói, đúng. Diệp Huyên hơi không hiểu, vậy không phải ngươi nên vui vẻ hay sao? Cánh cửa tai ách im lặng. Diệp Huyên lại nói, ngươi có thù với đối phương. Cánh cửa tai ách nhàn nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Huyên thầm vui mừng, chắc chắn người phụ nữ này có thù với người bảo vệ pháp tắc kia. Lúc này, cánh cửa tai ách đột nhiên nói ra, phía trước có một hố đen tinh không, tiến vào bên trong, lợi dụng hố đen tinh không truyền tống. Diệp Huyên hơi do dự, liệu cô gái này có lừa mình hay không? Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, có nhân vật nguy hiểm đang đến gần. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang bay vào trong hố đen tinh không kia. Vừa bay vào hố đen tinh không, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn đang xé rách cơ thể của hắn. Diệp Huyên vội vàng thi triển kiếm vực ngăn cản lực xé rách kia. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, bỗng nhiên có một cô gái xuất hiện trên không trung dãy núi Đại Hoang. Cô gái mặc váy dài màu đen, váy dài như mực, toàn bộ đều là màu đen. Trông cô gái chỉ chừng 18-19 tuổi, mái tóc đen dày được một chiếc dây lụa màu đen buộc lại, nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Đôi mày của nàng ta hơi nhíu lại, thuận thế nhướng lên, hệt như thanh kiếm dựng ở trên mắt. Ở đầu ngón tay của nàng ta quấn một cây phi đao. Sau khi cô gái xuất hiện, nàng ta lướt nhìn xung quanh, khóe miệng hơi cong lên, không thấy nữa rồi sao? Thú vị đấy. Nói đến đây, dường như nàng ta phát hiện ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó, nàng ta chợt biến mất không thấy đâu nữa. Nơi sâu nhất trong dãy núi Đại Hoang, con mãnh thú đang chữa thương kia đột nhiên đứng dậy, nó vừa đứng lên, một cô gái xuất hiện trước mặt nó. Nhìn thấy cô gái này, hai mắt mãnh thú chợt nheo lại, ngươi là ai? Cô gái cười nói, ta hỏi, ngươi trả lời. Mãnh thú nhìn chằm chằm cô gái, rốt cuộc ngươi là. Vừa nói đến đây, cánh tay trái của mãnh thú đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi tung tóe. Trong lòng mãnh thú hoảng hốt, nó không thể tin nổi nhìn cô gái, ngươi. Cô gái mỉm cười, đã từng nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ nào không? Mãnh thú vội vàng gật đầu, gặp rồi. Nàng ta ở cùng một chỗ với một thiếu niên. Đôi mày của cô gái nhíu lại, ở cùng một chỗ với một thiếu niên. Thiếu niên kia là người có ách thể. Mãnh thú gật đầu, đúng, đúng vậy. Chân mày cô gái nhíu càng chặt hơn, nàng ta không giết chết thiếu niên kia sao? Nghe vậy, mãnh thú bỗng nhiên trở nên kích động, nàng ta không giết thiếu niên kia, không chỉ không giết, trái lại còn giúp thiếu niên kia. Giúp. Cô gái chớp chớp mắt, nàng ta chính là vì giúp thiếu niên kia nên mới đánh người bị thương. Mãnh thú vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cô gái khẽ cười nói, vậy thì thú vị rồi. Chẳng lẽ người phụ nữ này làm phản rồi? Nơi xa, mãnh thú kia không dám nói gì nữa. Trong vòng một ngày bị hai người phụ nữ hành hung, nó chưa từng uất ức như vậy. Đúng lúc này, cô gái quay đầu liếc nhìn. Khẽ nói, hẳn là người kia cảm ứng được ta đến rồi. Vì vậy mới dẫn thiếu niên kia đi. Mãnh thú do dự một chút, sau đó nói ra, các hạ muốn giết chết thiếu niên kia sao? Cô gái nhìn về phía mãnh thú, cười nói, không được sao? Mãnh thú vội vàng nói, đương nhiên là được rồi. Nhưng mà, cô gái váy đỏ đang bảo vệ thiếu niên kia. Cô gái cười nói, không sao.
nàng ta không bảo vệ nổi thiếu niên kia. Nói đến đây, dường như nàng ta phát hiện ra cái gì, lập tức biến mất khỏi nơi này. Nhìn thấy cô gái biến mất, mãnh thú lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này quá kinh khủng. Cảm giác còn đáng sợ hơn cô gái táo bạo kia. Mãnh thú ngẩng đầu nhìn chân trời, trong mắt nó lóe ra vẻ mờ mịt, ta thật sự rất yếu sao. Đúng lúc này, không gian trên đỉnh đầu nó đột nhiên nứt toác, bỗng nhiên có ba người con gái xuất hiện ở phía trước cách nó không xa. Người đến chính là ba người Mộ Niệm Niệm. Mãnh thú hơi ngẩn người, sau đó nói, thiếu niên có ách thể kia. Nghe vậy, ba người phụ nữ đều trở nên kích động, người phụ nữ thần bí cầm đầu vội vàng nói, đúng vậy. Mãnh thú trầm giọng nói, lúc trước hắn vẫn ở nơi này, nhưng không biết bây giờ đi nơi nào rồi. Niệm Niệm nhìn về phía người phụ nữ thần bí, có thể cảm nhận được hơi thở của hắn không? Người phụ nữ thần bí quay đầu liếc nhìn, một lát sau, bà trầm giọng nói, chỉ có thể cảm nhận được chút xíu, hơn nữa càng ngày càng xa chúng ta, không giống như gấp rút đi đường bình thường. Niệm Niệm đang định nói chuyện, đúng lúc này, mãnh thú ở cách đó không xa bỗng nhiên nói, ba vị cũng đến giết thiếu niên kia sao? Nghe vậy, ba người phụ nữ nhìn về phía mãnh thú ôm quyền, thực không dám giấu giếm, trước đó ta đã từng ra tay với hắn, đáng tiếc, bị một người phụ nữ ngăn cản. Nếu không, ta đã đánh nổ đầu hắn rồi, đáng tiếc. Người phụ nữ thần bí đột nhiên nói, người từng ra tay với hắn. Mãnh thú vội vàng nói, đúng vậy, nếu không có người phụ nữ kia nhúng tay, ta đã đánh nổ đầu hắn. Đúng lúc này. Đồ bỗng nhiên vung ra một cú đấm. Mộ Niệm Niệm chém ra một kiếm. Người phụ nữ thần bí trực tiếp xông đến. A! À, thoáng chốc, sâu trong dãy núi đại hoang truyền đến những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Qua một lúc lâu, tiếng nói thê thảm của mãnh thú kia bỗng nhiên vang lên từ sâu trong dãy núi đại hoang, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Một bên khác, trong đám mây, không gian nơi nào đó đột nhiên vỡ ra, chỉ thoáng chốc, một cô gái đi ra. Chính là cô gái váy đen kia. Đối diện cách cô gái váy đen không xa là một cô gái giáp trắng đang đứng. Cô gái váy đen nhìn cô gái giáp trắng, cười nói, hóa ra là Dĩ Tân, không ngờ ngươi cũng ở nơi này. Cô gái tên là Dĩ Tân thản nhiên nói, Mục Tiểu Đao, ngươi đến nơi này làm gì? Mục Tiểu Đao mỉm cười, đến tìm ngươi. Ngươi tin không? Mặt Dĩ Tân không cảm xúc, muốn đánh một trận sao? Mục Tiểu Đao đang định nói gì, bỗng nhiên, chân mày của nàng ta cau lại, ngươi là cố ý để cho ta phát hiện ra ngươi, ngươi đang kéo dài thời gian cho thiếu niên kia. Dĩ Tân không nói gì. Mục Tiểu Đao đột nhiên lắc đầu cười, nghe nói Tiểu Ách cũng giúp thiếu niên kia, chuyện này thật thú vị. Dĩ Tân nhíu mày, cánh cửa tai Ách cũng đang giúp thiếu niên kia sao? Không lý nào. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, pháp tắc đại nhân kia đang ở trên người ngươi sao? Dĩ Tân nhìn Mục Tiểu Đao, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi rất muốn biết sao? Mục Tiểu Đao cười nói, là ta lắm miệng, tạm biệt. Nói xong, nàng ta dứt khoát quay người biến mất ở cuối chân trời. Nàng ta không dám hỏi nhiều, bởi vì nếu như pháp tắc kia thật sự ở trên người Dĩ Tân, như vậy, nàng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù pháp tắc vũ trụ mà Dĩ Tân bảo vệ đã bị thương, nhưng dù vậy thì nàng ta vẫn không thể chống lại. Nhìn thấy Mục Tiểu Đao rời đi, Dĩ Tân khẽ nói, sống hay chết, xem chính ngươi rồi. Nói xong, nàng ta quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong một hố đen không gian nào đó, Diệp Huyên ngự kiếm xuyên thẳng qua, hắn cũng không biết mình đi phương nào. Dù sao trốn là được rồi. Lúc này, bỗng nhiên cánh cửa tai Ách nói ra, bên phải, bên kia có hố đen tinh không, người có thể mượn nhờ hố đen tinh không đó chạy trốn. Diệp Huyên quay đầu nhìn, hắn hơi do dự, sau đó dứt khoát ngự kiếm đi về phía bên phải, chỉ chốc lát, hắn chui ra khỏi hố đen tinh không hiện giờ, sau khi đi ra, hắn quét nhìn xung quanh. Một tinh vực xa lạ, mà không xa trước mặt hắn. Nơi đó có một hố đen tinh không. Hố đen tinh không này vô cùng khổng lồ, chiếm giữ cả nửa tinh không,
bất kỳ tinh không nào đến nơi này đều sẽ bị nó cắn nuốt. Cánh cửa tai ách chợt nói, mau đi vào. Tiểu tháp cũng nói, tiểu chủ, hơi thở nguy hiểm kia càng ngày càng đến gần rồi. Diệp Huyên lựa chọn tin tưởng tiểu tháp, hắn không do dự nữa, trực tiếp tiến vào trong hố đen tinh không kia, vừa mới tiến vào, hắn đã bị cuốn vào nơi sâu nhất trong hố đen tinh không đó. Diệp Huyên vội vàng thi triển kiếm vực ngăn chặn. Sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, sức mạnh trong hố đen tinh không này rất lớn, kiếm vực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đó cũng không phải là sức mạnh của năng lượng tối, mà là một loại sức mạnh bí ẩn, hắn cũng không biết cụ thể là sức mạnh gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, tiểu ách, người đến tìm ta là người bảo vệ pháp tắc gì? Cánh cửa tai ách lạnh lùng nói, người bảo vệ pháp tắc gì thì ngươi cũng đánh không lại. Diệp Huyên nhíu mày, có phải ngươi quá xem thường người ta rồi hay không? Cánh cửa tai ách tức giận nói, ngươi có thể không trốn nữa không? Nếu như không phải kiếm tu kia ngăn cản một số lực lượng pháp tắc tai ách giúp ngươi, bây giờ ngươi đã chết rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, đại ca vẫn đang ngăn cản giúp ta sao? Cánh cửa tai ách nói thừa, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Nhưng mà, hắn ta đã rời đi, hơn nữa, càng ngày càng xa, ta không biết. Nói đến đây, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên thay đổi, mẹ nó. Hắn không ngăn cản giúp ngươi nữa rồi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, thật vậy sao? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên xung quanh hắn xuất hiện vô số sợi tơ đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mẹ nó, tiểu ách, mau nghĩ cách giúp ta ngăn chặn những lực lượng pháp tắc tai ách này. Khuôn mặt cánh cửa tai ách co quắp, tức giận nói, bà đây là người bảo vệ pháp tắc tai ách, không phải người bảo vệ của ngươi, người bảo ta nghĩ cách đối phó pháp tắc tai ách. Ngươi có nhầm hay không? Hả hả hả. Nghe thấy lời của cánh cửa tai ách, Diệp Huyên mới bừng tỉnh ra. Người phụ nữ này là cùng một bọn với pháp tắc tai ách. Đúng lúc này, không gian xung quanh bỗng nhiên rung động. Diệp Huyên nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt cánh cửa tai ách vô cùng khó coi, mẹ nó, hố đen tinh không này sắp tự bảo. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi dữ dội, người đùa cái gì thế? Hố đen tinh không còn có thể tự bảo. Cánh cửa tai ách tức giận nói, sao không thể tự bảo hả? Sau khi hố đen tinh không cắn nuốt quá nhiều tinh vực và vật chất, năng lượng của nó đạt đến một cực hạn, sau đó sẽ nổ tung. Diệp Huyên trầm giọng nói, dưới tình huống bình thường, bao nhiêu năm loại hố đen tinh không này mới sẽ nổ tung? Cánh cửa tai ách nói, mấy trăm vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi, mẹ nó, nói cách khác, vậy mà ta lại gặp phải hố đen tinh không mấy trăm vạn năm mới nổ tung một lần. Cánh cửa tai ách im lặng một lát rồi nói, không liên quan đến ngươi, là vì pháp tắc tai ách. Pháp tắc tai ách. Diệp Huyên đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, nào có thể xui xẻo như vậy. Là pháp tắc tai ách này dở trò quỷ. Xung quanh, hố đen tinh không bắt đầu mở rộng, mà gần như luồng sức mạnh bí ẩn kia đang gia tăng theo cấp số nhân. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi dữ dội, nếu như hố đen tinh không này nổ tung. Đừng nói là hắn, cho dù là thân thể của hung thú cũng sẽ vỡ thành mảnh vụn. Lúc này, bỗng nhiên cánh cửa tai ách nói ra, mau chạy đi. Diệp Huyên tăng tốc độ của mình lên đến cực hạn, lúc này, cánh cửa tai ách lại nói, không kịp nữa rồi. Nhiều nhất là mười mấy hơi thở, hố đen tinh không này sẽ hoàn toàn nổ tung. Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, thật muốn đồng vu quy tận với tiện nhân này. Nói xong, nàng ta trực tiếp tóm lấy bả vai Diệp Huyên, ngay sau đó, nàng ta và Diệp Huyên hóa thành một ánh chớp màu máu biến mất ở cuối tinh không này. Tất nhiên nàng ta không muốn cứu Diệp Huyên, nhưng nàng ta không thể không cứu. Bởi vì chỉ khi trốn trong cơ thể Diệp Huyên, nàng ta mới có thể tránh né truy tung của mục tiểu đao kia. Nếu như trong tình huống bình thường, tất nhiên nàng ta không sợ mục tiểu đao kia, nhưng vấn đề là bây giờ nàng ta không bình thường, phải biết,
khi kiếm tu kia rời đi cũng không rút lại hai sợi kiếm khí ở giữa chân mày nàng ta. Nàng ta bị trấn áp, không phải đối thủ của Mục Tiểu Đao. Nàng ta và Mục Tiểu Đao đánh cả một đời, nếu bây giờ rơi vào tay Mục Tiểu Đao, đó thật sự là sống không bằng chết. Trong khoảnh khắc cánh cửa tai ách ra tay, trong không gian nào đó phía sau hai người, Mục Tiểu Đao kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nơi xa, khóe miệng ả ta khẽ cong lên, ra tay rồi sao? Nói đến đây, đôi mày của ả ta hơi cau lại, theo lý thì khi người phụ nữ này gặp ta sẽ trực tiếp đánh nhau với ta. Vì sao lại lựa chọn chạy trốn, chẳng lẽ bị thương rồi sao? Nói xong, trong mắt ả ta lóe vẻ khác thường, ngay sau đó, cả người ả ta trở nên mờ ảo, bản tôn đã tiến vào trong một tinh vực không biết tên nào đó. Tốc độ của Tiểu Ách nhanh hơn Diệp Huyên rất nhiều, dưới sự điều khiển của nàng ta, hai người đã trốn thoát trước khi hố đen tinh không kia nổ tung, hai người vừa trốn ra, hố đen tinh không sau lưng lập tức nổ tung. Quỳnh! Trong nháy mắt, tinh vực nơi hai người đang ở dần dần sụp đổ. Cánh cửa tai ách không dám dừng lại, lại tóm lấy bả vai Diệp Huyên rồi biến mất ở tận cùng tinh không này, mà vùng tinh không phía sau hai người đang dần dần sụp đổ chôn vùi. Tinh không nổ tung. Ế! Tiểu Ách lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người phụ nữ kia dùng đao. Mười mấy vạn năm trước, đao của ả ta đã là phàm đao. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, coi như ta chưa nói gì, vẫn nên chạy nhanh thôi. Tiểu Ách dậm chân một cái, dưới chân nàng ta, một tia chớp bỗng nhiên nổ tung, sau đó, nàng ta và Diệp Huyên biến mất ở nơi sâu nhất trong tinh không này. Diệp Huyên lại hỏi, Tiểu Ách, chắc hẳn người bảo vệ pháp tắc vũ trụ các ngươi cũng có mạnh yếu, vậy ai mạnh nhất? Tiểu Ách mặt không cảm xúc, ta. Diệp Huyên không còn lời gì để nói, mẹ nó, Tiểu Ách này cũng bắt đầu không biết ngại là gì rồi. Tiểu Ách đột nhiên nói, ta không thể ở bên ngoài nữa, nếu không, người phụ nữ kia có thể dựa vào hơi thở của ta rồi tìm đến ta phải trở về trong tháp. Diệp Huyên gật đầu, được. Tiểu Ách trở về tháp giới ngục, mà Diệp Huyên thì tiếp tục ngự kiếm bay đi. Lúc này, Tiểu Ách lại nói, cứ chạy như vậy cũng không phải cách, phải nghĩ cách trốn đi. Diệp Huyên hỏi, trốn thế nào? Tiểu Ách nói, đi đến nơi nhiều người, sau đó ẩn nấp. Người ngự kiếm trong tinh không sẽ có dao động sức mạnh, ả ta tốn chút thời gian là có thể thông qua những dao động này tìm đến ngươi. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, trong tinh không bao la này, nơi nào có. Tiểu Ách đột nhiên nói, đi về bên phải. Diệp Huyên không do dự, dứt khoát xoay người. Vèo. Trong tinh không, một sợi kiếm quang giống như sao băng vụt qua. Tiểu Ách lại nói, phải thật cẩn thận, bây giờ kiếm tu kia đã không ngăn cản pháp tắc tai ách giúp ngươi, ngươi bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, ngươi có thể khiến cho pháp tắc tai ách này tạm thời dừng lại hay không? Tiểu Ách tức giận nói, ta khiến nó dừng như thế nào? Diệp Huyên nói, ngươi là người bảo vệ của pháp tắc tai ách đó. Chút chuyện nhỏ này mà nó cũng không nể mặt ngươi sao? Tiểu Ách tức giận nói, ngươi cũng biết ta là người bảo vệ của pháp tắc tai ách, dưới tình huống bình thường, lẽ ra ta nên giúp nó giết chết ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyên không biết phải nói gì hơn, chúng ta đang trốn chạy như vậy, thỉnh thoảng pháp tắc tai ách này lại đi ra quấy rối, rất phiền đó. Ngươi không thể khiến nó tạm thời đừng đến quấy rối ta sao? Tiểu Ách hít sâu một hơi, ta chỉ là người bảo vệ của pháp tắc tai ách, ta không phải pháp tắc tai ách. Ngươi là tai ách quấn thân, trừ phi có người ngăn cản thay ngươi, nếu không ai cũng không xua nó đi được. Diệp Huyên vô thức nói, hay là ngươi cản nó thay ta? Tiểu Ách đột nhiên gầm thét, con mẹ nó ta cản pháp tắc tai ách thay ngươi. Ngươi có gan lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa. Diệp Huyên. Một nơi nào đó, không gian bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một cô gái đi ra. Chính là Mục Tiểu Đao kia. Mục Tiểu Đao quay người thoáng nhìn, tinh không phía sau ả ta đang sụp đổ. Là uy lực còn sót lại của hố đen tinh không nổ tung trước đó. Mà ả ta, cưỡng ép bay ra khỏi hố đen tinh không nổ tinh đó.
Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay ra, một cây phi đao bay quanh đầu ngón tay ả ta. Ả ta nhìn về tinh không xa xăm, khẽ nói, khí tức biến mất rồi sao? Tiểu Ếch, ngươi cho rằng như vậy thì ta sẽ không tìm được ngươi nữa sao? Nói xong, đôi mắt của ả ta từ từ khép lại, một lát sau, ả ta đột nhiên bước về phía trước, lại bước thêm một bước, người đã đi đến một tinh vực khác. Một bên khác, ba người Mộ Niệm Niệm cũng đang truyền tống trong tinh không. Bỗng nhiên, người phụ nữ thần bí cầm đầu dừng lại. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía người phụ nữ thần bí, sao vậy? Người phụ nữ thần bí nhìn về nơi sâu trong tinh không, trầm giọng nói, ngoài hắn ra, ta còn cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ khác. Mộ Niệm Niệm nhíu mày, là cánh cửa tai ách kia sao? Người phụ nữ thần bí lắc đầu, không giống. Mộ Niệm Niệm khẽ nói cách khác, còn có một cao thủ khác đang truy đuổi hắn. Người phụ nữ thần bí gật đầu. Mộ Niệm Niệm nói, mạnh không? Người phụ nữ thần bí trầm giọng nói, rất mạnh. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, không thể để cho cao thủ kia đuổi kịp hắn. Sắc mặt người phụ nữ thần bí hơi nghiêm trọng. Mộ Niệm Niệm thoáng nhìn người phụ nữ thần bí, có chuyện gì cứ nói thẳng. Người phụ nữ thần bí nhìn về nơi sâu trong tinh không, khẽ nói, chắc chắn đằng sau nguyên nhân tai ách kia có một thế lực khổng lồ. E rằng sức của ba người chúng ta không cách nào chống lại thế lực khổng lồ đó. Đồ đột nhiên nói, không phải Đinh cô nương đã đi tìm tên kia rồi sao? Người phụ nữ thần bí lắc đầu, ta sợ bà ấy tìm không thấy. Đinh cô nương đa mưu túc trí, nhưng thực lực của bà ấy yếu, xé rách không gian tinh vực, bà ấy không cách nào làm được. Mộ Niệm Niệm trầm giọng nói, người có cách gì? Người phụ nữ thần bí im lặng một lát rồi nói, cách tốt nhất là tìm được y và cô gái váy trắng, chỉ cần một trong hai người bọn họ xuất hiện, chuyện này sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Nói đến đây, bà nhìn về phía Đồ, trên mặt Đồ không có biểu cảm gì, ta không cảm nhận được nàng. Người phụ nữ thần bí trầm giọng nói, Đồ cô nương, theo ta được biết, ngươi và nàng vốn là một thể, ngươi. Đồ chậm rãi nhắm mắt lại, mười mấy năm trước thực lực của nàng đã vượt qua bản thể rồi. Bây giờ, nàng càng sâu không lường được, chỉ cần bản thân nàng không muốn, không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được nàng. Mà nàng, sẽ chỉ để ca ca nàng cảm ứng được nàng. Nghe vậy, sắc mặt người phụ nữ thần bí trầm xuống. Mộ Niệm Niệm đang định nói chuyện, người phụ nữ thần bí đột nhiên nói, ta phải liên lạc với gia tộc của ta. Đồ nhìn về phía người phụ nữ thần bí, gia tộc của ngươi. Người phụ nữ thần bí gật đầu. Giọng nói của Đồ lạnh lùng, theo ta được biết, quan hệ giữa hắn và gia tộc các ngươi cũng không tốt đẹp gì. Người phụ nữ thần bí khẽ nói, đúng là không tốt đẹp gì. Nhưng mà, Huyền Nhi có huyết mạch của gia tộc ta, bọn họ sẽ không mặc kệ làm ngơ. Mộ Niệm Niệm chợt nói, giúp hắn, đồng nghĩa với đối địch với một thế lực thần bí. Gia tộc của ngươi. Đồ bỗng nhiên nhàn nhạt nói, năm đó gia tộc bà ấy cũng vô cùng ngang tàng, ngoài tam kiếm ra, gia tộc bà ấy thật sự chưa từng sợ bất kỳ người nào. Đáng tiếc, lúc trước phụ thân bà ấy chọc giận tên kia suýt nữa diệt toàn tộc bọn họ. Mộ Niệm Niệm hỏi, người đàn ông áo xanh. Đồ gật đầu, bất tử đế tộc, trước khi huyết mạch phong ma chưa xuất hiện, được mệnh danh là vũ trụ chư thiên đệ nhất huyết mạch trong. Vậy mà gặp phải tên kia. Trận chiến đó, tiên tổ bất tử đế tộc cũng đi ra. Đáng tiếc không có tác dụng. Nói xong, nàng ấy thoáng nhìn người phụ nữ thần bí, một lần kia, nếu không phải y nể mặt tỉ muội các ngươi, có lẽ bất tử đế tộc các ngươi tuyệt chủng rồi. Người phụ nữ thần bí gật đầu, đúng vậy. Thật ra, bà cũng không có cảm tình gì với gia tộc, bởi vì một lần kia, gia chủ của bất tử đế tộc, cũng chính là phụ thân bà muốn cướp đoạt huyết mạch của Diệp Huyên. Vẫn may lúc ấy thiên mệnh không biết, nếu không, người đàn ông áo xanh cũng không bảo vệ nổi bất tử đế tộc. Đồ đột nhiên hỏi, bọn họ sẽ giúp ngươi sao? Người phụ nữ thần bí khẽ nói, sẽ không giúp ta. Nhưng nhất định sẽ giúp hắn. Đồ nhíu mày, vì sao? Người phụ nữ thần bí khẽ nói, bởi vì hắn không chỉ sở hữu huyết mạch bất tử. Mà còn sở hữu huyết mạch phong ma,
hai loại huyết mạch mạnh nhất tập hợp trong một người, gia tộc sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Bởi vì, hắn chính là tương lai của bất tử đế tộc. Nói xong, bà mở lòng bàn tay ra, lặng lẽ đọc chú ngữ, thời gian dần trôi, lòng bàn tay bà khẽ nứt, một giọt tinh huyết bay lên, chậm rãi bay lên, khi đến giữa tinh không, giọt tinh huyết này trực tiếp bốc cháy. Huyết hoán. Người phụ nữ thần bí nhìn giọt tinh huyết bốc cháy kia, môi đỏ khẽ mở, không biết đang nói cái gì. Chỉ thoáng chốc, giọt tinh huyết bốc cháy kia đã hoàn toàn biến mất. Giọt tinh huyết kia vừa biến mất, sắc mặt người phụ nữ thần bí lập tức trở nên tái nhợt, không chỉ như vậy, toàn thân giống như bị rút sạch sức lực, cực kỳ suy yếu. Huyết hoán, là bí thuật của bất tử đế tộc. Trong toàn bộ bất tử đế tộc, người có thể nắm giữ loại bí thuật này, một bàn tay là đếm hết. Sở dĩ có thể học bí thuật này là bởi vì năm đó bà là một trong hai yêu nghiệt của bất tử đế tộc, được bất tử đế tộc gửi gắm nhiều hy vọng. Mà chính mình cũng chưa từng dùng bí thuật này, nhưng lúc này, bởi vì Diệp Huyên, bà dùng rồi. Trong một tinh không nào đó, một giọt tinh huyết bốc cháy xuyên thủng tinh vực, xé rách tinh không. Thật ra sức mạnh của giọt tinh huyết này cũng không lớn đến vậy, nhưng mỗi khi nó đến một tinh vực thì lại có một luồng sức mạnh bí ẩn ở dọc đường hộ tống cho nó. Chỉ chốc lát, sức mạnh của giọt tinh huyết này trực tiếp xuyên thủng vách ngăn vũ trụ nào đó, đi đến một vũ trụ duy độ khác. Vũ trụ thất suy. Vừa đến tinh không của vũ trụ thất suy, đột nhiên từ sâu trong tinh không vũ trụ thất suy này vang lên một tiếng khiếp sợ, đây là huyết mạch bất tử. Lập tức mở vách ngăn vũ trụ cho phép đi qua, nếu người nào dám ngăn cản, giết 10 tộc hắn. Quỳnh. Sâu trong tinh không của vũ trụ thất suy, vách ngăn vũ trụ thông với vũ trụ bát suy mở ra, cùng lúc đó, có vô số luồng sức mạnh bí ẩn của vũ trụ thất suy hộ tống do tinh huyết bốc cháy kia trên suốt dọc đường. Giờ phút này những cao thủ âm thầm hộ tống vô cùng căng thẳng, sợ do tinh huyết này xảy ra vấn đề. Không lâu sau. Giọt tinh huyết bốc cháy xuyên qua vách ngăn vũ trụ, đi đến vũ trụ bát suy. Sau lưng, vô số cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Giọt tinh huyết bốc cháy vừa vào tinh không của vũ trụ bát suy, một ông lão áo bào trắng lập tức xuất hiện trước mặt nó. Ngay sau đó, đồng tử của ông lão áo bào trắng bỗng nhiên co rụt lại, ông ta bất chợt quay người, gầm thét, lập tức mở vách ngăn vũ trụ. Sâu trong tinh không vũ trụ này, vách ngăn vũ trụ thông đến cửu duy lập tức bị một luồng sức mạnh to lớn cưỡng ép mở ra. Giữa tinh không, ông lão áo bào trắng nhìn về phía giọt tinh huyết bốc cháy kia, vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, mở lòng bàn tay ra, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ giọt tinh huyết bốc cháy kia, ngay sau đó, ông ta đích thân dẫn giọt tinh huyết đó đi đến vách ngăn vũ trụ. Trên đường đi, vô số cao thủ thi nhau chạy đến hộ giá. Vũ trụ cửu duy. Nhắc đến vũ trụ cửu duy, vậy không thể không nhắc đến một gia tộc. Bất tử đế tộc. Toàn bộ vũ trụ cửu duy chỉ có một gia tộc siêu cấp, đó chính là bất tử đế tộc, được mệnh danh là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc. Trong toàn bộ vũ trụ cửu duy, ngoài thiên đạo cửu duy ra thì bất tử đế tộc không có thiên địch. Gia tộc cổ xưa này đã vô địch từ trăm vạn năm trước. Cho dù là thiên đạo cửu duy cũng phải nể mặt gia tộc này. Bất tử giới. Một giọt tinh huyết bốc cháy chậm rãi bay vào bất tử giới, khoảnh khắc giọt tinh huyết này vừa tiến vào bất tử giới, toàn bộ bất tử giới khiếp sợ. Huyết hoán. Đây chính là bí thuật chí cao của bất tử tộc, người bình thường căn bản không có tư cách học. Rốt cuộc là ai đang huyết hoán? Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt giọt tinh huyết, khi thấy giọt tinh huyết này, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Kích động nói, là Tam Tiểu Thư. Huyết mạch của Tam Tiểu Thư. Nói xong, ông ta hộ tống giọt tinh huyết này bay về nơi sâu trong bất tử giới. Tam Tiểu Thư. Xung quanh, vô số cao thủ của bất tử tộc đều ngơ ngác. Tam Tiểu Thư là ai? Một ông lão đã có tuổi trong đó đột nhiên run giọng nói, là Tam Tiểu Thư, là bà. Năm đó bất tử tộc có hai người tài năng ngút trời. Một người trong đó chính là Tam Tiểu Thư. Mà trong bất tử tộc, Tam Tiểu Thư vô cùng được lòng người, bởi vì bà bình dị gần gũi, không hề kiêu căng, đương nhiên, bà cũng rất tinh nghịch, thường xuyên phá phách. Đáng tiếc,
đó đã là chuyện của cực kỳ lâu trước kia, bây giờ một số người trẻ tuổi của bất tử tộc căn bản không biết Tam tiểu thư là ai. Ông lão hộ tống giọt tinh huyết kia đến đại điện bất tử, sau đó chậm rãi lui xuống. Trong bất tử điện, chỉ có một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc trường bào bó sát người màu đen, mái tóc như mây buộc dựng đứng ở sau đầu, giữa hai đầu lông mày toát vẻ không giận mà tự uy. Người này chính là tộc trưởng hiện giờ của bất tử tộc, Đông Lý Tịnh. Nhìn giọt tinh huyết trước mặt, một lát sau, Đông Lý Tịnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, khẽ nói con của Tam muội và người đàn ông kia. Trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Người đời đều biết bất tử đế tộc là chư thiên vạn giới đệ nhất tộc, nhưng ít ai biết được, chư thiên vạn giới đệ nhất tộc này đã từng xuất hiện nguy cơ. Nguy cơ suýt thì diệt tộc. Người đàn ông kia từng giết từ vũ trụ lục duy đến vũ trụ cửu duy, khiến bất tử tộc sợ hãi. Một lần kia, tộc trưởng của bất tử tộc chết trận, hơn 30 cao thủ thiên vị cảnh ngã xuống, mấy trăm cao thủ thần vị cảnh bị một kiếm giết chết, bất tử giới bị đánh sập. Không riêng bất tử giới, toàn bộ vũ trụ cửu duy cũng suýt bị đánh sập. Cho dù tiên tổ của bất tử tộc xuất hiện cũng không thể ngăn cản bước chân của người đàn ông đó. Trận chiến kia, dòng dõi cốt lõi của bất tử đế tộc suýt nữa bị chém chết hết. Nếu như không phải Tam muội cầu xin, Đông Lý Tịnh bà đã bị giết trong trận chiến đó rồi. Một lát sau, Đông Lý Tịnh đột nhiên mở mắt ra, truyền bất tử lệnh, gọi trưởng lão 10 giới đến gặp ta. Chỉ thoáng chốc, trong bất tử giới, 10 tấm lệnh bài màu đen phóng lên tận trời, bay thẳng vào sâu trong tinh không. Bất tử lệnh vừa ra, chư thiên vạn giới khuất phục. Chưa đến nửa khắc, 10 cao thủ siêu cấp tiến vào bất tử đại điện. 6 nam 4 nữ. Ngoài 10 người này ra, trong bất tử đại điện còn có hai ông lão. Hai ông lão này ngồi ở bên dưới cách Đông Lý Tịnh không xa. Hai người này chính là Thái Thượng trưởng lão Đông Lý Tả, Đông Lý Hình của bất tử tộc. Hai người đã bế quan hơn 1.000 năm, nhưng lần này, hai người xuất quan sớm. Đông Lý Tịnh mở lòng bàn tay ra, giọt tinh huyết của người phụ nữ thần bí xuất hiện trong lòng bàn tay bà. Bà liếc nhìn mọi người trong này, chắc hẳn các ngươi đều đã biết cụ thể, thấy thế nào? Trong điện, mọi người im lặng. Thấy thế nào? Đối với người đàn ông áo xanh kia, tất nhiên bất tử đế tộc không có thiện cảm, lúc trước suýt nữa đã diệt toàn bộ bất tử đế tộc. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão Đông Lý Tả đột nhiên nói ra, thiếu niên kia sở hữu hai loại huyết mạch. Đông Lý Tịnh gật đầu, đúng vậy. Đông Lý Tịnh trầm giọng nói, thiếu niên kia gặp phiền phức. Đông Lý Hình khẽ nhíu mày, người đàn ông kia ở đó, ai dám tìm y gây sự. Đông Lý Tịnh lắc đầu, người đàn ông kia không ở đó. Nói xong, bà liếc nhìn mọi người, ý của Tam muội là nhờ chúng ta ra tay giúp đỡ. Đông Lý Hình trầm giọng nói, hắn là con trai của người đàn ông kia. Đông Lý Tịnh liếc nhìn Đông Lý Hình, nhưng mà, hắn cũng có huyết mạch của bất tử đế tộc ta. Hơn nữa, hắn còn là con trai của Tam muội. Đông Lý Hình khẽ thở dài, không nói gì. Đông Lý Tịnh thoáng nhìn mọi người trong này, ta biết các ngươi hận người đàn ông áo xanh, nhưng mà, thứ cho ta nói thẳng, bất tử đế tộc ta không có thực lực tìm y báo thù. Còn một điều nữa, đứa trẻ kia có thể là một cơ hội của bất tử đế tộc ta. Cơ hội. Nghe vậy, mọi người trong đây đều nhìn về phía Đông Lý Tịnh, Đông Lý Tịnh khẽ nói, sau tiên tổ, bất tử đế tộc ta không có người nào có thể đột phá huyết mạch bản thân, nhưng có lẽ thiếu niên kia có thể. Nếu như hắn đột phá huyết mạch bản thân, đưa huyết mạch bất tử chúng ta lên một tầm cao mới, khi đó, toàn bộ bất tử đế tộc ta sẽ được lợi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trong điện trở nên kích động. Vì sao bất tử đế tộc mạnh như vậy? Bởi vì huyết mạch. Nhưng bây giờ, huyết mạch này đã trở thành ràng buộc của bọn họ, bởi vì đã rất lâu rồi không người nào có thể đột phá huyết mạch bản thân. Nếu như có người đột phá huyết mạch bất tử, mà hắn lại bằng lòng, như vậy, toàn tộc đều sẽ có thể phá bỏ ràng buộc của huyết mạch bản thân. Nói một cách đơn giản, nếu như có người có thể phá bỏ ràng buộc của huyết mạch bất tử, như vậy đồng nghĩa với hắn nâng cao huyết mạch bất tử đế tộc lên giới hạn trên, khiến bất tử đế tộc càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, bên dưới có người hỏi, tộc trưởng,
bây giờ thiếu niên kia là cảnh giới gì? Đông Lý Tịnh khẽ nói, thành đạo cảnh. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người trong này đều trở nên vô cùng khó coi. Thành đạo cảnh. Thế này cũng thấp quá rồi. Một tên quét rác của bất tử tộc cũng cao hơn hắn. Mời người này về làm thiếu chủ. Bất tử đế tộc gánh không nổi người này. Lúc này, Đông Lý Tịnh lại nói, theo lời Tam Muội nói, khi hắn bị một hung thú ở tinh vực Minh Hà của Hạ Vị Diện truy đuổi, kiếm đạo đã nhập phàm. Nhập phàm. Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người trong này lập tức thay đổi dữ dội. Lúc này, Đông Lý Tả kia đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy tàn ác, một hung thú ở Hạ Vị Diện mà dám truy đuổi thiếu chủ của bất tử đế tộc ta, người đâu? Vừa dứt lời, một thị vệ đột nhiên xuất hiện trong này. Đông Lý Tả gần giọng nói, lập tức dẫn người tiến về tinh vực Minh Hà bên dưới, giết chết toàn bộ hung thú trong tinh vực kia. Không, diệt hết tất cả tinh vực kia. Thị vệ hơi khom người thi lễ, vâng. Nói xong, hắn ta muốn quay người rời đi, lúc này, Đông Lý Tịnh chợt nói, bỏ đi. Đông Lý Tả nhìn về phía Đông Lý Tịnh khẽ nói, tàn sát một tinh vực, nhân quả quá lớn. Hơn nữa, kẻ địch thật sự của hắn cũng không phải người của tinh vực kia, mà chính là Vũ Trụ Thần Đình. Vũ Trụ Thần Đình. Sắc mặt tất cả mọi người trong này đều thay đổi. Vũ trụ bao la, có thể khiến cho bất tử đế tộc kiêng kỵ, thật sự không có mấy cái, mà Vũ Trụ Thần Đình chính là một trong số này. Đông Lý Tịnh nhìn mọi người, bảo vệ hay không bảo vệ? Đông Lý Tả trầm giọng nói, vì sao Vũ Trụ Thần Đình lại nhằm vào hắn? Đông Lý Tịnh nhìn về phía Đông Lý Tả, bởi vì hắn không chỉ sở hữu hai loại huyết mạch, hắn còn sở hữu ách thể. Ách thể. Mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau. Bảo vệ. Đúng lúc này, Đông Lý Hình kia đột nhiên nói ra, bất tử đế tộc chúng ta đã 80 vạn năm không có người nào phá bỏ ràng buộc huyết mạch rồi. Thiếu niên này chính là cơ hội của chúng ta, bởi vì, rất có thể thiếu niên này sẽ dung hợp huyết mạch của bất tử đế tộc ta vào huyết mạch phong ma, một khi dung hợp, chắc chắn huyết mạch bất tử trong cơ thể hắn sẽ đạt đến một tầm cao mới. Hơn nữa, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy mà đã nhập phàm, nói cách khác, sau này hắn có thể trở thành kiếm tu vô địch giống như phụ thân hắn. Nói xong, ông ta nhìn về phía Đông Lý Tịnh, nhất định phải bảo vệ hắn. Đông Lý Tịnh nói, cho dù đối địch với thần đình vũ trụ. Đông Lý Hình cười ha ha, thì sao chứ? Làm là được rồi. Đông Lý Tịnh quay đầu nhìn mọi người, có ý kiến gì không? Mọi người lắc đầu. Đông Lý Tịnh chợt nói, người đâu? Vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện trước mặt Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh mặt không cảm xúc, lập tức thông báo cho vũ trụ thất suy và vũ trụ bát suy, để bọn họ buông xuống tất cả mọi chuyện trong tay, vận dụng tất cả khả năng để tìm kiếm thiếu chủ của bất tử đế tộc ta, sau khi tìm được, không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ hắn. Hắn xảy ra chuyện ở vũ trụ nào, bất tử đế tộc ta diệt vũ trụ đó. Ông lão cung kính hành lễ, tuân lệnh. Nói xong, cơ thể ông ta lập tức mở đi. Đông Lý Tịnh nhìn các trưởng lão trong điện, trưởng lão 10 giới, 10 người các ngươi tạm thời buông xuống tất cả mọi chuyện trong tay, phái tất cả cao thủ của 10 giới xuống hạ giới tìm hắn, các ngươi cũng đi. Nhớ kỹ, nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ hắn, không thể để hắn chết trong tay vũ trụ thần đình. 10 người kia hơi khom mình thi lễ, rõ. Vừa dứt lời, 10 người biến mất khỏi đại điện. Đông Lý Tịnh lại nói tiếp, bắt đầu. Vừa dứt lời, một cô gái mặc khôi giáp xuất hiện trước mặt Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhìn cô gái, bây giờ trong tộc có bao nhiêu bất tử đế quân? Cô gái mặt không cảm xúc, 69 người. Đông Lý Tịnh nói, lập tức triệu hồi tất cả mọi người, sau đó người đích thân dẫn người xuống hạ giới tìm thiếu chủ. Nếu tìm được, tất cả mọi người của bất tử đế tộc nhất định phải tuân theo thiếu chủ vô điều kiện. Bắt đầu nói, tuân lệnh. Vừa dứt lời, nàng ta lập tức biến mất khỏi nơi này. Đông Lý Tịnh chợt nói, Nam Tinh. Vừa dứt lời, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhìn Nam Tinh, người phụ trách hệ thống tình báo của bất tử đế tộc ta và chư thiên vạn giới, bây giờ ta muốn ngươi vận dụng tất cả khả năng tìm kiếm hắn. Nhớ kỹ,
bây giờ hắn đang bị vũ trụ thần đình đuổi giết, chắc chắn cảnh ngộ rất gay gâu, vì vậy, người nhất định phải nhanh chóng, hiểu không? Nam Tinh trầm giọng nói, ta đã truyền lệnh cho tất cả người phụ trách của hệ thống tình báo, bọn họ đã buông xuống tất cả mọi chuyện trong tay, bắt đầu dốc hết sức tìm kiếm thiếu chủ. Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta đích thân đi một chuyến đến Thiên Cơ Thần Tông tìm bọn họ giúp đỡ, chỉ là, e rằng tông môn này sẽ không đắc tội với vũ trụ thần đình, chúng ta. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, người phụ nữ thần bí thu tầm mắt về khi nhận ra giọt máu của mình đã trở lại bất tử đế tộc. Mộ Niệm Niệm hỏi, thế nào rồi? Ta đã báo cho bất tử đế tộc, về phần làm thế nào thì phải xem họ. Bà khẽ đáp, dõi mắt nhìn về phương xa, việc cần kíp bây giờ là phải tìm ra hắn cho bằng được. Sau đó bà biến mất. Đồ chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Mộ Niệm Niệm nói, đồ cô nương, kẻ địch hiện nay của chúng ta là pháp tắc tai ách và thế lực bí ẩn sau lưng ả. Thấy đối phương im lặng, nàng ta tiếp lời. Đi thôi. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất. Đồ đứng im lặng một hồi rồi cũng đi theo. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang ngự kiếm, lao đi vùn vụt trong vũ trụ, hốt hoảng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đang ập đến ngày càng mãnh liệt. Chấm. Như nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, Tiểu Ách, đối phương có còn cách chúng ta xa không? Tiểu Ách đáp, nếu dừng lại, ả ta sẽ đuổi kịp trong 10 hơi thở đó. 10. Diệp Huyên lập tức đanh mặt, hắn chỉ có thời gian trong 10 hơi thở mà thôi. Bỗng dưng hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong vũ trụ khi cảm nhận được khí tức của sự sống. Có người ở đó. Diệp Huyên lập tức đẩy nhanh tốc độ. Không lâu sau khi hắn biến mất, một cô gái bỗng dưng xuất hiện. Mục Tiểu Đao lia mắt nhìn về nơi xa, cười hỏi trốn ư. Ta thích nhất là trò mèo vờn chuột đấy. Vừa nói xong, ả ta đã biến đi mất dạng. Diệp Huyên vừa đặt chân vào tinh vực có sự sống thì đã thấy một người thanh niên xuất hiện. Kẻ nào dám xông vào đại thiên giới? Không muốn. Tiếng gào thét của gã ta ngưng bặt khi bị một thanh kiếm đặt trước trán. Hai mắt trợn to khi thấy Diệp Huyên, đại. Đại ca, ngài qua đi ạ, ta chưa nhìn thấy gì hết. Diệp Huyên ngẩn ra, đoạn cả giật quát, người hèn thế này luôn hả? Gã thanh niên cười khổ, đại ca à, ta chỉ là chân giữ cửa, lại vừa thăng chức mà thôi. Vất vả lắm mới leo lên vị trí này, ngài đừng làm ta khó xử. Diệp Huyên. Cánh cửa tai ách bỗng lên tiếng, ả tới kìa. Diệp Huyên lập tức biến sắc, hóa thành kiếm quang biến đi mất dạng. Gã thanh niên thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là đã bị làm thịt ngay ngày đầu nhậm chức rồi. Ngờ đâu ngay lúc ấy, một cô gái đã lặng lẽ xuất hiện, khiến mặt gã trắng bệch như vôi. Chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn nơi xa một hồi, đôi mày khẽ cau lại, khí tức biến mất rồi sao? Nhìn gã thanh niên nín thở đứng một bên, ả hỏi. Đây là nơi nào? Là đại thiên giới, gã cuống quýt đáp. Khóe môi Mục Tiểu Đao cong lên, để ta xem ngươi trốn bằng cách nào. Nói xong, ả nhấc chân bước ra một bước, cả người đã biến mất khỏi vũ trụ, để lại gã thanh niên với những suy nghĩ hỗn loạn. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang rảo bước giữa dòng người trong một thành trấn. Khí tức đã được che giấu hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Tháp và Tiểu Ách, không khác gì một người bình thường. Mà Tiểu Tháp và Tiểu Ách lại không phải hạng xoàng, kẻ địch tuyệt đối không thể tìm ra hắn bằng thần thức, trừ khi hắn tự để lộ khí tức của mình. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, hắn không biết thành này là nơi nào, chỉ biết đại thiên giới này thật sự rất lớn, còn mênh mông hơn cả vũ trụ ngũ duy. Chỉ cần hắn trà trộn đại vào một tòa thành nào đó ở thế giới này rồi ẩn giấu khí tức đi, thì việc đối phương muốn tìm hắn chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tiểu Ách nhỏ giọng nói, nhớ là không được ra tay, không thì khí tức của ngươi sẽ bại lộ ngay. Lấy khoảng cách bây giờ, phi đao của ả ta gần như chắc chắn sẽ cắm vào đầu ngươi. Diệp Huyên thì thầm, chẳng lẽ cứ trốn chui trốn nhủi mãi. Tiểu Ách, tạm thời chỉ có thể vậy thôi. Diệp Huyên lại đi thêm một hồi rồi hỏi, Tiểu Ách, các cô thuộc về thần đình vũ trụ,
vậy nơi đó chỉ có quy luật vũ trụ và những người bảo vệ quy luật như các ngươi sao? Tiểu Ếch cười nhạt, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên cau mày, còn gì nữa không? Tiểu Ếch, đoán thử đi. Diệp Huyên. Tiểu Ếch, ngươi có biết việc Mục Tiểu Đao đến tìm ngươi có nghĩa là gì không? Diệp Huyên tò mò hỏi, là gì? Tiểu Ếch, là lại có thêm một pháp tắc vũ trụ nữa ra tay với ngươi. Diệp Huyên. Tiểu Ếch, từ bây giờ trở đi, ngươi cố gắng càng kín tiếng càng tốt. Có tai ếch quấn quanh, ngươi có làm gì đi nữa đều sẽ mang đến hậu quả xấu. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ cố gắng. Hắn vừa nói xong thì biến sắc kịch liệt, vội vàng lùi bước, sau đó cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ trường thẳng vào mặt. Diệp Huyên không dám bỏ sức ra ngăn cản, vì vậy bị thổi bay đi trong một tiếng ầm. Cũng may sức mạnh kia không quá mức nên hắn cũng không đến nỗi nào. Lồm cồm bò ra từ đống gạch vụn, Diệp Huyên ngẩn ngơ nghĩ, chẳng lẽ lại có người nhắm vào mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách đó không xa là một cô gái tầm tuổi đôi mươi trong bộ váy dài hai màu đen đỏ, mái tóc được bện thành từng lọn dài, trông như một ngọn lửa nóng bỏng. Mà đứng đối diện nàng ta là một ông lão. Diệp Huyên cau mày, mẹ nó, mình có quen biết gì hai người này đâu. Cô gái bỗng cất tiếng, ra ra, con tuyệt đối sẽ không gả cho tên nhà giàu họ Lâm ấy. Ông lão nhíu mày ra chiều không vui, nhà đầu, theo ta trở về. Phương Tuyết lạnh lùng đốp lại, con không theo. Ông lão vừa toan mở miệng thì một thanh niên đã xuất hiện bên cạnh cô gái, mỉm cười lên tiếng, Tuyết muội. Phương Tuyết cả giận quát, Lâm Tô, tên ta là Phương Tuyết, ta nói cho ngươi biết, ta đã có người trong lòng, tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Lâm Tô chỉ cười, ta biết Tuyết muội chỉ đang cố tình chọc giận ta thôi, chứ nào có người gì trong lòng. Phương Tuyết bắn sang một ánh mắt phẫn hận, đoạn nhìn quanh quất một phen rồi chỉ vào người vừa bò ra từ đống gạch vụn, người trong lòng ta chính là hắn. Diệp Huyên vừa nghe xong thì nhảy dựng lên, hò hét trong lòng, Tiểu Ếch. Trời đất mẹ ơi, pháp tắc tai ếch mấy người chơi gì lớn vậy? Không thấy hơi quá sao hả? Trong tháp giới ngục, sắc mặt Tiểu Ếch cũng trở nên xấu xí, ai bảo ngươi còn ở đây hóng hớt. Ta cho ngươi hay, có làm thế nào cũng không được ra tay, bằng không đao của con ả kia sẽ làm thịt ngươi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, Phương Tuyết chạy đến ôm lấy cánh tay Diệp Huyên. Nhìn Lâm Tô đầy khiêu khích, Lâm Tô, ta thích hắn đấy. Ánh mắt Lâm Tô tối sầm xuống. Phương Tuyết đã là vị hôn thê của gã, vậy mà bây giờ lại ôm ôm ấp ấp một thằng đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt. Sát khí dâng lên trong mắt gã. Nào ngờ, Diệp Huyên bỗng nhiên phun một câu lạnh tanh với Phương Tuyết, cút ngay. Những người khác nghe vậy đều bối rối ra mặt. Phương Tuyết cũng ngây ngẩn. Người này bảo nàng ta cút đi ư. Diệp Huyên, Phương cô nương, cô có nghĩ đến Phương gia khi làm ra hành động này không? Phương Tuyết chừng hắn, người có ý gì? Diệp Huyên cười nhạt, có ý gì sao? Cô không thích vị Lâm huynh bên kia, ta hiểu được, nhưng cô còn hạ nhục huynh ấy làm gì? Cô có biết hành động này của cô không chỉ đang vũ nhục Lâm huynh và Lâm gia, mà còn hạ thấp cả Phương gia của cô không? Cô có bao giờ nghĩ sự tùy tiện cầu thả của mình sẽ dẫn đến xích mích giữa hai tộc không? Phương Tuyết cả giận, ngươi dám dạy đời ta. Khóe môi Diệp Huyên cong lên đầy chế giễu, dạy đời. Hành vi chọn đại một thằng đàn ông trên đường làm bia đỡ đạn này, cô cho rằng gia gia cô và Lâm huynh không nhìn ra sao? Sau đó hắn quay sang Lâm Tô, Lâm huynh, thứ cho ta nói thẳng. Hạng đàn bà chanh chua tùy tiện này, không có thì hơn. Lâm Tô nhìn hắn, ngươi là. Diệp Huyên bước lên, cười đáp, tại hạ Dương Huyền, thế nhân thường gọi Dương Thiếu. Dương gia, hình như chưa nghe bao giờ. Lâm Tô cau mày. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì Phương Tuyết kia chạy đến, căm phẫn la lên, đồ đàn ông chết tiệt. Dám mắng ta chanh chua tùy tiện, có phải ngươi muốn? Tránh xa ta ra. Diệp Huyên vừa gắt lại vừa lùi đến bên cạnh Lâm Tô. Còn túm chặt lấy tay áo gã, nhìn Phương Tuyết như đang nhìn một thứ vô cùng ghê tởm. Những người khác thấy vậy đều ngơ ngẩn, còn Phương Tuyết thì tức muốn bể phổi. Nàng ta quắc đôi mắt đầy sát ý chừng hắn, người dám nhục mạ ta.
Diệp Huyên chỉ lạnh lùng nhìn lại, đàn bà chẳng có gì hay ho, chỉ có đàn ông mới tốt. Hắn nói xong thì nhìn sang Lâm Tô với vẻ khác thường trong mắt. Nghe câu chỉ có đàn ông mới tốt xong, Phương Tuyết và Lâm Tô đều ngớ người. Phương Tuyết trợn tròn mắt, ngươi thích đàn ông ư? Diệp Huyên cáu tiết quát lại, không được hả? Bộ ta không được thích đàn ông hả? Chẳng lẽ ngươi không biết dị tính chỉ là để sinh đẻ, đồng tính mới là chân ái à? Ít hầu Phương Tuyết di chuyển lên xuống ta. Thấy Lâm Tô đi rồi, Diệp Huyên cũng không nán lại nữa. Nếu quả thật phải đánh nhau, những người này không phải đối thủ của hắn, nhưng không cần thiết. Hắn không muốn bị cô gái kia sai xử. Bỗng nhiên Phương Tuyết bước đến chắn đường khiến Diệp Huyên khẽ cau mày. Hắn không có lấy một chút hảo cảm với người này, lại còn rất muốn rút kiếm ra chém một nhát. Nàng ta lấy hắn làm tấm mộc, hoàn toàn không màng gì đến an nguy của hắn. Thử nghĩ xem nếu hắn chỉ là một người bình thường thì sẽ gặp phải kết cục thế nào. Lấy sát ý trong mắt Lâm Tô, chắc chắn không ngoài một chữ chết. Phương Tuyết hỏi, ngươi còn giận à? Diệp Huyên lạnh tanh đáp, tránh ra. Phương Tuyết thì thầm, ta không biết ngươi thích đàn ông thật mà. Hắn đang định mở miệng thì thấy nàng ta đã nhoài người đến, tuét miệng cười, thật ra ta thấy ngươi nói đúng lắm. Diệp Huyên cau mày, cái gì đúng? Phương Tuyết chớp mắt, dị tính chỉ để sinh sản, đồng tính mới là chân ái đó. Diệp Huyên. Nàng ta nhìn giáo giác bốn phía rồi thì thào, thật ra thì ta thích con gái cơ. Má ơi tin động trời. Diệp Huyên không khỏi há hốc mồm nghe Phương Tuyết thở ngắn than dài. Tiếc là không ai hiểu cho ta cả. Đạo ân nàng ta hỏi, ta thích con gái thì có gì sai sao? Hắn không đáp, Phương Tuyết lại hỏi. Dương Huyền ngươi không phải người thường, đúng không? Diệp Huyên, vì sao lại nói vậy? Phương Tuyết nghiêm giọng, vì ngươi không hề sợ hãi khi đối mặt với ta là Lâm Tô, chỉ có thể là vì ngươi mạnh, nên chắc chắn ngươi không phải người thường. Ta chỉ là người bình thường mà thôi, ta còn có việc, cáo từ cô nương. Hắn cười nói rồi xoay người rời đi. Nhìn là biết cô gái này đang trong thời kỳ phản nghịch, tốt nhất không nên dây vào nàng ta. Phương Tuyết không ngăn Diệp Huyên nữa mà chỉ nhìn theo với vẻ suy tư. Diệp Huyên tìm đến một mảnh sân không người, xếp bằng ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi, Tiểu Ách, cô có dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra với ta không? Tiểu Ách, được. Hắn vội hỏi, là chuyện gì? Tiểu Ách, sắp tới ngươi sẽ có sở ngộ, đạt đến phàm kiếm chân chính. Diệp Huyên vui mừng khôn xiết, cô không giỡn đấy chứ? Tiểu Ách nhàn nhạt đáp, làm ơn đi, có giỡn cũng là ngươi giỡn trước. Ta mà biết tiên tri như vậy thì làm gì phải lưu lạc đến nông nỗi như hôm nay. Diệp Huyên cứng đờ cả người, một hồi sau mới hỏi, nhiều siêu cường giả như vậy mà không ai có thể biết trước tương lai sao. Tiểu Ách, một số ít cường giả, sau khi đạt đến trình độ nhất định, sẽ dự cảm được có tai kiếp gì trong tương lai, nhưng chỉ đại khái chứ không thể biết chi tiết. Chưa kể còn chia ra nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như tai kiếp hoặc người có liên quan đến tai kiếp đó quá mạnh thì sẽ không cảm nhận được gì cả. Như đại ca của ngươi hoàn toàn không dính chút nhân quả nào trên người, nếu hắn ta muốn giết ai đó thì kẻ đó tuyệt đối sẽ không cảm nhận được bất kỳ thứ gì liên quan đến hắn ta. Diệp Huyên nghe vậy thì nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Tiểu Ách tiếp lời, tương lai là vô định nên cuộc đời mới có ý nghĩa. Nếu tương lai đã được quyết định từ trước thì đời này còn nghĩa lý gì? Diệp Huyên, ta lại cho rằng các cô ở thần đình vũ trụ đã định đoạt số phận mỗi người rồi chứ. Tiểu Ách, chúng ta không mạnh được đến vậy. Thứ chúng ta và pháp tắc vũ trụ bảo vệ chính là trật tự của vũ trụ. Còn vận mệnh chi đạo mà ngươi nói, thật ra từ số phận mỗi người đều khác nhau, cũng không công bằng. Có một số người sinh ra giàu sang phú quý, sở hữu thứ mà người thường có phấn đấu cả đời cũng không đạt được. Nhưng không phải ai cũng vậy. Có rất nhiều người nỗ lực thay đổi vận mệnh của mình. Vì vậy mới nói, số phận mỗi người từ khi sinh ra đã được định sẵn, nhưng tương lai thì lại vô định. Diệp Huyên, vậy có pháp tắc vận mệnh không? Tiểu Ách có, nó đứng ở vị trí thứ hai. Diệp Huyên hiếu kỳ hỏi tiếp, vậy đứng đầu là gì?
Tiểu Ách thở ơ, đoán xem. Diệp Huyên đen xì cả mặt, đoán cái đầu mi. Tiểu Ách tiếp tục, trách nhiệm của pháp tắc vận mệnh là để bảo vệ trật tự vận mệnh, không để kẻ khác thao túng làm loạn vận mệnh. Nhưng hiện nay nàng ấy đã bị thương, không còn đủ sức để ổn định vận mệnh chi đạo của vũ trụ mệnh mông này nữa. Diệp Huyên cau mày, pháp tắc vận mệnh bị thương, ai làm? Tiểu Ách lạnh lùng phun ra, ngươi, và muội muội ngươi. Diệp Huyên. Giọng Tiểu Ách càng trở nên buốt giá, năm ấy, khi người bí ẩn kia cưỡng ép chuyển thế hồi sinh, không chỉ pháp tắc luân hồi mà cả pháp tắc vận mệnh cùng pháp tắc nhân quả đều bị thương. Kẻ đó không những bước ra khỏi trật tự của pháp tắc vận mệnh mà còn thao túng vận mệnh của ngươi trong kiếp ấy. Không, nói đúng hơn là làm liên lụy đến kiếp sống ấy của ngươi. Nàng ta cười nhạt, nhưng vận khí của kẻ này cũng xui xẻo, nằm mơ cũng không nghĩ rằng ngươi lại có một muội muội còn nghịch thiên hơn cả y. Nàng ấy đã gắng gượng cứu ngươi về, đồng thời cưỡng ép chân áp y. Đúng là xui không gì bằng cho tên đó. Diệp Huyên, Tiểu Ách, người bí ẩn và muội muội thanh nhi của ta đều có thể đi ngược lại pháp tắc vũ trụ, vậy ai mạnh hơn? Tiểu Ách lạnh lùng đáp, còn phải hỏi à? Diệp Huyên khó hiểu, nghĩa là sao? Tiểu Ách, ai sống tốt hơn thì người ấy mạnh hơn. Diệp Huyên ngây ra rồi lắc đầu bật cười. Quả nhiên là thanh nhi lợi hại hơn, bằng không thì người bị trấn áp đã là nàng rồi. Như nghĩ đến điều gì, hắn lại nói, theo lời cô thì người ấy cũng rất mạnh đấy chứ, lại còn có thể làm trái pháp tắc vũ trụ nữa. Tiểu Ách im lặng một hồi rồi nói, y là người đầu tiên đi ngược lại với pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên, các cô có biết thân phận của y không? Tiểu Ách nhàn nhạt đáp, không. Diệp Huyên tròn mắt, nói vậy thì ta lẫn các cô đều là nạn nhân rồi, sao lại phải tổn thương nhau chứ? Chúng ta bắt tay xử lý tên bí ẩn kia không phải tốt hơn sao? Tiểu Ách cả giận, chúng ta mới là người bị hại, ngươi thì có cái búa mà bị hại. Cả cha lẫn muội muội ngươi còn quá đáng hơn tên kia nhiều, đặc biệt là muội muội ngươi. Đã làm trái pháp tắc vũ trụ nhiều hơn y mà còn muốn giết cả pháp tắc vũ trụ nữa. Diệp Huyên có phần cạn lời, thì các cô đừng chọc đến ta, Thanh Nhi cũng sẽ không ghi thù các cô nữa. Tiểu Ách bỗng nói, bằng không ngươi đến thần đình vũ trụ nhận tội đi. Khi ấy mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hòa bình. Diệp Huyên mỉm cười, được thôi. Tiểu Ách vội hỏi, thật chứ? Diệp Huyên, để ta dẫn đại ca và Thanh Nhi theo cùng. Rồi chúng ta giải quyết trong hòa bình. Sắc mặt Tiểu Ách thoát cái lạnh tanh. Bỗng dưng Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên khi phát hiện một luồng khí tức hùng hậu đang lan đến từ chân trời. Tiểu Ách biến sắc, không xong rồi. Ả kia đang muốn lợi dụng pháp tắc tai ách để tìm ngươi. Một khi ả ta cưỡng ép cảm nhận được nó thì có thể biết ngươi đang ở đâu. Thế gian này hiện chỉ có mình ngươi là có ách thể thôi, nên lực lượng pháp tắc ở đâu thì ngươi chắc chắn ở đó. Sắc mặt Diệp Huyên xa sầm, có cách nào giải quyết không? Sau một hồi im lặng, Tiểu Ách nói, gọi đại ca ngươi đến. Diệp Huyên. Tiểu Ách, gọi ngay còn kịp. Diệp Huyên cười khổ, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta không biết huynh ấy đi đâu cả. Tiểu Ách cáu, ngươi tưởng ta sợ à? Diệp Huyên tròn mắt, Tiểu Ách cô nương đương nhiên không sợ rồi, nhưng bây giờ cô vẫn còn bị trấn áp mà. Nếu ả ta thừa nước đục thả câu thì cô định làm gì đây? Trong tháp giới ngục, sắc mặt Tiểu Ách xấu xí đến cùng cực. Con ả kia tuyệt đối sẽ thừa nước đục thả câu, sau đó nhục nhã nàng ta cho bõ ghét. Sắc mặt nàng ta càng trở nên xấu xí. Diệp Huyên vội nói, mau mau nghĩ cách đi. Tiểu Ách đơ mặt đáp, còn cách gì nữa? Làm thịt ả là xong. Diệp Huyên trợ mắt, hai chúng ta đánh được sao? Tiểu Ách lạnh giọng, không được cũng phải được. Nhưng nghe nàng ta nói thì có vẻ là hai người hợp sức lại cũng đánh không được. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi rồi nói, hay là cô giúp ta giữ chân ả, để ta đi tìm viện binh. Tiểu Ách cười lạnh, ta cho ngươi hay, sống thì cùng sống, chết phải cùng chết, tự xem mà làm. Diệp Huyên. Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, Tiểu Ách, ngươi muốn đồng sinh cộng tử với tiểu chủ sao? Qua. Đừng nói là ngươi thích tiểu chủ nha. Tiểu Ách phát cáu quát lên, cái tháp rách nát, câm mồm cho bà.
Tiểu Tháp bay lên tầng 9 cười khúc khích, giỏi thì đánh ta nè. Diệp Huyên. Không lâu sau, từng tiếng nổ rền vang đã phát ra từ trong tháp giới ngục. Diệp Huyên đang muốn mở miệng thì Tiểu Ách đã dừng tay, ngẩng đầu lên một hồi rồi nheo mắt lại, có người đang giúp ngươi ngăn cản pháp tắc tai Ách. Diệp Huyên vội hỏi, là ai? Có phải đại ca ta không? Tiểu Ách lắc đầu, là đại ca ngươi thì đã rút kiếm trẻ đôi con ả kia rồi, ở đó mà ngăn với trả cản. Diệp Huyên cau mày, vậy thì là ai mới được? Tiểu Ách, không phải người. Đối phương đang dùng trận pháp giúp ngươi. Một tia khó hiểu lóe lên trong mắt Diệp Huyên, trận pháp ư. Tiểu Ách nhìn hắn, không biết thật à? Hắn lắc đầu, không. Tiểu Ách nhìn hắn, cảm thấy cái mặt này trông không giống như đang nói láo. Mẹ nó! Tên này rốt cuộc có bao nhiêu người giúp đỡ mà cứ nườm nượp mãi không dứt vậy chứ? Trong vũ trụ, Mục Tiểu Đao ngẩng lên với gương mặt lạnh lùng, kẻ nào chán sống đang ngăn cản lực lượng pháp tắc tai Ách. Sau một thoáng im lặng, có giọng nói từ hư không truyền đến, bất tử đế tộc, cầu bị giết. Bất tử đế tộc, là thế lực phương nào vậy? Thấy hắn ngớ người ra, Tiểu Ách khẽ nói, sao gia tộc này lại giúp ngươi ngăn cản pháp tắc tai Ách? Diệp Huyên lập tức hỏi, cô biết bọn họ là ai sao? Tiểu Ách im lặng một hồi rồi đáp, được xưng là gia tộc đứng đầu chư thiên vạn giới. Nàng ta cau mày, ngươi không biết. Diệp Huyên lắc đầu, không. Tiểu Ách lại im lặng một hồi, sau đó thốt lên, mẹ nó. Ta suýt nữa quên mất huyết mạch của ngươi, ngươi chính là người của bất tử đế tộc. Diệp Huyên. Tiểu Ách sục rã, đi mau lên. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, bọn họ không ngăn được ả ta sao? Tiểu Ách cả giận, ngăn cái gì mà ngăn? Bất tử đế tộc ở tận Cửu Duy, cách nơi này tận mấy chiều không gian, ngăn lại kiểu gì? Diệp Huyên nghĩ nghĩ một hồi rồi co giò chạy biến. Tâm tình hắn chấn động không thôi. Trên đời thật sự có vũ trụ Cửu Duy. Nhưng vì sao thế lực ở đó lại muốn bảo vệ hắn? Chẳng lẽ bên đó là họ nhà ngoại? Nhưng Độc Cô Huyên chỉ là một người phụ nữ bình thường, dường như cũng không sở hữu huyết mạch bất tử đế tộc. Không lẽ cha mẹ ruột của hắn là người nào khác hoàn toàn? Diệp Huyên không khỏi đau đầu. Cuối cùng không biết mình rốt cuộc là con ai. Đôi mắt lạnh lẽo của Mục Tiểu Đao nhìn vào sâu trong vũ trụ bất tử đế tộc. Ở nơi đó, một cái bóng mờ ngưng tụ thành hình. Người này chính là tộc trưởng bất tử đế tộc, Đông Lý Tĩnh. Thứ xuất hiện ở đây chỉ là hình chiếu hư không, còn bản thể nàng ta đang ở tận Cửu Duy, cách đó mấy chiều không gian. Đông Lý Tĩnh nhàn nhạt liếc nhìn Mục Tiểu Đao. Người bảo vệ pháp tắc. Ả ta cong môi cười, sao? Bất tử đế tộc các ngươi muốn bảo vệ cho thiếu niên Diệp Huyên này. Đông Lý Tĩnh nghiêm giọng, đúng vậy thì sao? Qua mấy trăm vạn năm tồn tại, bất tử đế tộc chưa từng sợ một ai ngoại trừ người đàn ông áo xanh năm ấy. Đối với thần đình vũ trụ, họ kiêng dè nhưng không sợ hãi, một phần lớn trong đó chính là nhờ người áo xanh kia. Nay! Diệp Huyên sở hữu huyết mạch của bất tử đế tộc lẫn y, chẳng khác nào hai bên đều trở thành người một nhà. Đúng vậy thì sao? Mục Tiểu Đao nở nụ cười lạnh lẽo, xem ra các ngươi gần đây tự cao thái quá rồi đấy. Ả ta xòe tay, để phi đao bay vút đi. Hình ảnh của Đông Lý Tĩnh biến mất, phi đao không hề dừng lại mà trực tiếp xuyên thấu tinh không. Nơi nó đi qua, từng tấc không gian bị chôn vùi. Ngay cả màn chắn vũ trụ cũng không thể ngăn lại. Chỉ trong vài hơi thở, phi đao đã bay đến bất tử giới ở vũ trụ Cửu Duy, cắm thẳng vào bất tử huyết trận. Một tiếng ầm vang lên, toàn bộ trận pháp chấn động kịch liệt trước khi sụp đổ. Thấy phi đao biến mất, sắc mặt các cường giả bất tử đế tộc đều khó xem cực kỳ. Âm thanh lạnh lùng của Đông Lý Tĩnh vang lên, ta đi đối phó với ả. Các ngươi lần nữa tế trận. Phải giúp hắn cản lại lực lượng của pháp tắc tai Ách này. Sau đó nàng ta bước về trước, hai tay chập lại làm động tác vạch ra. Không gian trước mặt bị xé đôi trong một tiếng doạt, Đông Lý Tĩnh bước vào trong rồi biến mất. Đông Lý Tả lên tiếng, tiếp tục tế trận. Không lâu sau, lại một đại trận nữa xuất hiện trong bất tử đế tộc.
chấm chấm chấm. Nơi đại thiên giới, Mục Tiểu Đao đưa tay đón thanh phi đao bay trở về, sắc mặt như được phủ băng. Suýt chút nữa thôi à, ta đã tìm được Diệp Huyên rồi, vậy mà lại bị bất tử đế tộc ngáng đường. Mục Tiểu Đao cũng có phần khó hiểu, vì sao gia tộc cổ xưa này bỗng dưng lại ra tay giúp đỡ Diệp Huyên. Sau một phen im lặng, ả ta lia mắt nhìn bốn phía. Khí tức của Diệp Huyên và Tiểu Ách đã biến mất, chúng lại chạy rồi. Ả ta bỗng đưa tay lên cao, một tia sáng đỏ rực phóng vút đi vào lòng tinh không. Ở một bên khác, Tiểu Ách trong cơ thể Diệp Huyên bỗng kêu lên, không ổn rồi, ả đang gọi người chấp pháp vũ trụ đến. Diệp Huyên cau mày, người chấp pháp vũ trụ. Tiểu Ách, phải, đó là một đội ngũ bí ẩn ở thần đình vũ trụ, thường xuyên đi tuần tra khắp vũ trụ, giết chết bất kỳ ai dám phá hỏng trật tự vũ trụ, ví dụ như những người chuyển thế sống lại. Diệp Huyên, họ có lợi hại không? Tiểu Ách, thực lực của ngươi bây giờ miễn cưỡng có thể trở thành một trong số họ. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, còn ả Mục Tiểu Đao này thế mà lại chơi chiêu gọi người, không biết xấu hổ. Tiểu Ách lạnh lùng hừ ra, tuy ta cũng chướng mắt ả nhưng làm ơn đi, nói về gọi người thì ai qua mặt được Diệp Đại Thiếu đây? Diệp Huyên. Hắn không muốn đôi co với nàng ta nữa, bèn nhìn quanh quất rồi hỏi, Tiểu Ách cô nương, chúng ta trốn đi đâu bây giờ? Tiểu Ách, không trốn được. Diệp Huyên cau mày, vì sao? Tiểu Ách, ngươi không thể ngự kiếm, càng không thể vận dụng huyền khí, bằng không ả ta sẽ cảm nhận được ngươi ngay. Sắc mặt Diệp Huyên xấu đi, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Tiểu Ách trầm ngâm một hồi, nói, ngươi có thể xóa vết kiếm khí tên kiếm tu kia để lại giữa trán ta được không? Hắn lập tức trợn mắt, không được. Đừng giỡn chứ, sở dĩ nàng ta còn đang đứng chung chiến tuyến với hắn là vì nàng ta hiện đang rất yếu, không đánh lại con ả dùng phi đao kia. Nếu để nàng ta khôi phục sức mạnh thì không cần phải nói nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị tiễn lên đường ngay. Tiểu Ách lạnh nhạt, thế thì ta hết cách, tự ngươi nghĩ đi. Diệp Huyên cũng trầm tư một phen, Tiểu Ách cô nương, tính tình ả dùng phi đao này thế nào? Tiểu Ách cười nhạt, lại muốn dùng mấy trò vô sỉ để đánh bại ả à? Diệp Huyên cười gượng, ta chỉ hỏi thế thôi, dù sao thì ả cũng là kẻ địch, ta muốn biết tính tình cũng là thường mà. Tiểu Ách, dẹp ba cái trò lừa phỉnh kia đi, ả ta không ngu ngốc như ngươi nghĩ, nằm mơ cũng đừng hòng bịp được ả. Diệp Huyên. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi đến một vùng núi nọ. Diệp Huyên thật ra đang rất hốt hoảng trước sự quái dị của lực lượng pháp tắc tai ách, cứ hở ra một chút là lại kiếm chuyện. Bỗng có tiếng giao tranh truyền đến từ phía trước, Diệp Huyên lập tức biến sắc rời khỏi, nhưng bị cánh cửa tai ách quát lên. Đi mau lên. Ô, a, à, Tiểu Tháp bỗng xen vào, tiểu chủ không có gì phải sợ hết. Đánh một trận là xong. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, mẹ nó, bây giờ thứ hắn muốn đập chết chính là cái tháp này. Bỗng có tiếng nổ ầm vang truyền đến từ nơi xa, sau đó là một bóng người vọt ra từ trong rừng rậm. Đó là một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi, cả người chi chít vết thương, hiển nhiên là vừa trải qua đại chiến. Gã ta lảo đảo đi đến trước mặt Diệp Huyên, vừa mở miệng đã phun ra máu tươi. Mẹ nó chứ! Trực giác nói cho Diệp Huyên biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, vì vậy lập tức xoay gót rời đi. Nào ngờ thanh niên kia bỗng vào tới túm lấy tay hắn, huynh đệ. Diệp Huyên không nói gì. Gã ta đặt một chiếc nhẫn chữ vật vào tay hắn, run rẩy nói, huynh đệ, làm ơn giúp đưa thứ này đến Tiêu gia ở Nam Thành. Diệp Huyên chần chừ một hồi, nói ta ra giá cao lắm đấy. Không, không bắt giúp xuông. Đối phương vội vàng đáp, sau đó lấy ra một lượng tinh thạch khổng lồ đặt trước mặt hắn, huynh đệ giúp ta việc này, chúng sẽ là của ngươi, đại tiểu thư cũng sẽ trọng thưởng ngươi. Diệp Huyên do dự một phen rồi lấy một chiếc nhẫn ra, ngươi xem này. Thanh niên làm theo, sau đó ngây ra như phỗng khi thấy mấy tỷ viên tinh thạch năng lượng cực phẩm cao cấp nhất bên trong. Ít hầu gã ta di chuyển, huynh đệ, đây là... Diệp Huyên chân thành nói. Huynh đệ thấy đấy, ta không có hứng thú với tiền tài. Đối phương nghe xong thì đưa tay ôm ngực, tiếp tục phun máu.
Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi nắm tay phải lại, gọi một sợi tử khí ra. Nhưng thấy hắn chuẩn bị cứu người, Tiểu Ách bỗng nói. Ta khuyên ngươi không nên, bởi vì cứu người tức là tạo nhân, nhưng vì là ác nhân nên chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Diệp Huyên hỏi lại, nếu không cứu thì sao? Tiểu Ách im lặng rồi đáp, cũng là ác nhân, cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Diệp Huyên tức tối quát lên trong lòng, mà mẹ nó. Tiểu Ách, cô nói xem pháp tắc tai Ách đang làm cái quái gì vậy hả? À ta đang muốn ép người lành làm ác đấy. Tiểu Ách không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy làm như vậy hình như có phần hơi quá. Nhưng nàng ta bỗng dưng hốt hoảng. Mình là người bảo vệ pháp tắc tai Ách, mình phải luôn luôn ủng hộ pháp tắc tai Ách mới đúng, sao có thể có suy nghĩ như kia? Bên ngoài, Diệp Huyên im lặng suốt một hồi lâu, giúp không được, không giúp cũng không xong, má nó. Người thanh niên kia chậm rãi ngã xuống, đưa chiếc nhẫn cho hắn với vẻ van lơn, huynh đệ, vật này rất quan trọng với Tiêu gia ta, cầu xin ngươi giúp đỡ, và... Lại thêm một chiếc nhẫn nữa được đưa sang, đây là của cải ta tích góp cả đời, làm ơn đưa nó cho muội muội ta, Tiêu Linh. Muội muội. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi trong thoáng chốc. Hắn không lưỡng lự nữa mà vươn tay, để tử khí dung nhập vào thân thể thanh niên kia. Chỉ nghe một tiếng huỳnh vang lên, các loại vết thương lớn nhỏ trên người gã ta bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong tháp giới ngục, Tiểu Ách hoàn toàn im lặng, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Người thanh niên ngây ngẩn nhìn Diệp Huyên, huynh đệ. Ngươi tự mình mang về đi. Hắn nói rồi rời đi. Người thanh niên vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn rời đi, không biết đang nghĩ gì. Trong dãy núi phương xa, Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cười nói, hình như đâu có gì xảy ra đâu. Tiểu Ách, chắc chắn sẽ có. Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi, cô thấy ta làm sai hay đúng? Tiểu Ách, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyên cười, hai ta trò chuyện đàng hoàng đi nào Tiểu Ách. Cô cho rằng ta cứu người có sai hay không? Tiểu Ách hỏi lại, nếu người kia là kẻ ác thì sao? Diệp Huyên không đáp. Tiểu Ách, bất kỳ chuyện gì cũng có hai mặt, đôi khi việc ngươi làm trông có vẻ tốt nhưng thật ra thì không. Ta nhắc nhở ngươi lần nữa, ở thế giới này, làm việc thiện chưa chắc sẽ được hồi báo. Ở Ngân Hà giới thường xuyên xuất hiện tình trạng làm thiện mà bị lừa. Diệp Huyên mở to mắt, cô cũng biết Ngân Hà giới à? Tiểu Ách, đương nhiên. Nhưng bên đó không thuộc phạm vi quản hạt của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên có phần khó hiểu, tại sao? Ta tưởng các cô quản lý toàn bộ vũ trụ chứ? Tiểu Ách im lìm một hồi mới nói, bên ấy tương đối đặc biệt. Đặc biệt? Diệp Huyên tò mò, đặc biệt thế nào? Tiểu Ách cả giận quát lên, mắc chứng gì hỏi nhiều vậy hả? Bộ ta thân với ngươi lắm hay sao mà hỏi? Hả? Diệp Huyên? Thấy nàng ta bắt đầu có dấu hiệu cáu gắt, Diệp Huyên quyết định không nói chuyện nữa, bèn tăng tốc bước đi. Người muốn nổi nóng bây giờ phải là hắn mới đúng. Hắn vốn có ý định tu luyện đạo thể, một việc vô cùng dễ dàng với máu của cô bé có sừng, nhưng bây giờ hắn căn bản không dám. Hắn không biết ả mục tiểu đao kia kinh khủng ra sao, nhưng lại biết Tiểu Ách đáng sợ nhường nào. Vào thời kỳ đỉnh cao, nàng ta mạnh đến không còn gì để nói. Mà mục tiểu đao thân là người bảo vệ pháp tắc hẳn cũng không kém là bao. Nghĩ vậy, hắn càng quả quyết rằng không thể quang minh chính đại đối đầu với ả ta, mà phải càng hèn càng tốt. Bỗng nhiên, mười mấy khí tức ùa tới từ cách đó không xa. Diệp Huyên dừng bước, cau mày quay lại, thấy mười mấy người xuất hiện trước mặt. Đi đầu là một cô gái mặc trường bào màu đen, tay cầm thanh kiếm. Kế bên nàng ta là một người thanh niên quen mắt chính là người được Diệp Huyên cứu trước kia. Thấy mấy người này trông không có ý tốt lành gì, sắc mặt hắn xa sầm. Người thanh niên cười chào hỏi, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Huyên, có chuyện gì sao? Gã ta đánh mắt sang bên, cô gái bèn bước đến, trên người ngươi có một loại tử khí. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cô gái, và rất nhiều tinh thạch. Hắn không khỏi lắc đầu cười, quả nhiên nhân thiện cũng sẽ mang đến quả ác. Cô gái, niệm tình ngươi đã cứu tộc nhân của ta,
ta sẽ tha cho ngươi một mạng nếu tự động giao nộp. Diệp Huyên cong môi, nếu ta giao ra, cô nương hẳn sẽ lập tức tiêu diệt ta để trừ hậu hoạn mới đúng chứ. Cô gái nhắm mắt, đang định mở miệng thì nghe hắn căm giận quát lên, lũ ngu. Những người khác sửng sốt. Ừ. Cô gái lại nói, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai được không? Diệp Huyên vung tay, lập tức có vô số bảo vật xuất hiện trên mặt đất. Trong đó đều là bảo vật cực phẩm siêu cấp như kiếm thiên chu, kiếm chấn hồn, tử khí và tinh thạch năng lượng cực phẩm, ngoài ra còn vô số thiên tài địa bảo, phần lớn đều là chiến lợi phẩm những năm gần đây. Nhìn thấy cảnh này, đám người kia biến sắc kịch liệt. Nhặt đại một món trong số này thôi cũng đã có giá trị liên thành, đặc biệt tử khí kia, chưa kể những tinh thạch cực phẩm với độ thuần khiết cực cao. Sóng chiều trào dâng trong lòng khiến họ rúng động vô cùng. Diệp Huyên chỉ vào đống bảo vật, thấy chưa? Thấy ta giống người thường lắm sao? Ánh mắt cô gái nhìn hắn đã mang theo nghiêm trọng và kiêng dè. Thấy nàng ta rõ ràng không có ý muốn tấn công nữa, Diệp Huyên đánh cái thở dài trong lòng. Nào ngờ gã thanh niên bên cạnh cô gái bỗng lên tiếng, đại tiểu thư, hắn nói vậy chỉ vì đang sợ thôi. Diệp Huyên. Cô gái đưa mắt sang, chỉ thấy gã thanh niên nở nụ cười lạnh nhạt. Nếu hắn có gì đó phi phàm thì cần gì phải nhiều lời với chúng ta. Hắn chỉ muốn dọa chúng ta sợ mà thôi. Diệp Huyên im lặng lắc đầu. Tiểu Ách, nhìn xuống, đừng ra tay. Gã thanh niên, tiểu thư, bấy nhiêu đây bảo vật đủ để khiến Tiêu gia chúng ta lột xác. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ trở thành đại tộc đứng đầu Nam Thành, không, đứng đầu đại thiên giới. Những lời này khiến đám người còn lại sôi trào. Gia tộc đứng đầu đại thiên giới, nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Diệp Huyên câm lặng. Tiểu Ách lại nói, chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn sẽ loạn. Nhịn xuống. Gã thanh niên nơi xa tiếp tục, tiểu thư, muốn phú quý phải mạo hiểm. Chỉ cần thành công chuyến này, Tiêu gia chúng ta sẽ hoàn toàn quật khởi. Gã nhìn Diệp Huyên, nếu từ bỏ bây giờ, ngày sau hắn có khi sẽ muốn trả thù chúng ta, khi ấy càng phiền toái hơn. Chỉ bằng giải quyết hắn ngay lúc này, lấy hết bảo vật của hắn. Diệp Huyên, ta từng cứu ngươi đấy. Ta có nhờ ngươi sao? Gã cười, không hề, đúng chứ, ta. Bỗng dưng gã im bặt khi bị một bàn tay bóp chặt cổ họng. Không phải tay Diệp Huyên, mà là Tiểu Ách. Diệp Huyên cũng ngạc nhiên khi thấy nàng ta bất thình lình ra tay như vậy. Tiểu Ách nhìn gương mặt hoảng sợ của gã thanh niên. Lạnh lùng cất tiếng, người đang nói tiếng người hay tiếng gì? Tiện nhân kia tuy hèn nhưng không ghê tởm, còn ngươi thì chỉ khiến ta buồn nôn. Bà làm thịt mi. Bàn tay đang bóp cổ gã thanh niên của nàng ta vung xuống đất. Chỉ nghe một tiếng rầm, phần đầu gã ta đã nát bét, máu phun như suối. Những người còn lại biến sắc kịch liệt. Diệp Huyên vốn muốn ra tay trước, không ngờ lại bị Tiểu Ách giành, vì vậy bèn chậm rãi thả tay ra. Đại tiểu thư Tiêu gia trợn mắt nhìn Tiểu Ách, ngươi là ai? Tiểu Ách không để ý đến nàng ta mà quay lại, nhìn một cô gái đã xuất hiện ở nơi xa tự khi nào. Mục Tiểu Đao. À ta ngắm nghía Tiểu Ách với khóe môi cong cong, xem ra tình trạng ngươi không được tốt lắm nhỉ, Tiểu Ách. Tiểu Ách chỉ nói, cho ta một phút. Mục Tiểu Đao cười, được thôi. Tiểu Ách quay sang đại tiểu thư Tiêu gia, con đàn bà ngu xuẩn nhà mi không có óc hay gì. Tên tiện nhân kia mang ra một đống bảo vật như vậy thì tầm thường thế quái nào được. Chí khôn của mi bị chó tha rồi à. Đối phương vội nói, tiền bối, việc này là Tiêu gia lầm lỡ, ta thay Tiêu gia tạ lỗi với hai vị. Tạ lỗi ư, ta không nhận. Tiểu Ách quát lên rồi vung tay ra, khiến đại tiểu thư Tiêu gia thần hồn câu diệt. Cái tát thứ hai của nàng ta xóa sổ những cường giả Tiêu gia khác. Xong xuôi rồi, Tiểu Ách mới phủi phủi tay, thế mới đã chứ. Sau đó nàng ta nhìn Mục Tiểu Đao, bắt đầu đi. Được. Với một cái nhếch mép, Mục Tiểu Đao vươn tay, để phi đao bay vút ra. Sắc mặt thoát cái trở nên dữ tợn, Tiểu Ách chắp hai tay lại, để một tia sét đỏ máu phóng ra. Quỳnh. Tia sét vỡ ra khi chạm phải phi đao.
Tiểu Ách thối lui hơn nghìn trượng trong nháy mắt, bên má phải đã in hẳn một vết chém sâu hóm. Diệp Huyên không khỏi đanh mặt. Má ơi, con ả cầm phi đao này không chỉ mạnh bình thường đâu. Mục Tiểu Đao đưa tay đón thanh phi đao bay trở về, cười hỏi Tiểu Ách, làm sao mà ngươi lại yếu thế này rồi? Tiểu Ách đưa tay lên chùi vết máu, không nói lời nào mà biến mất. Một tia sét nữa giáng xuống. Mục Tiểu Đao nhắm mắt, đâm phi đao về trước. Uỳnh! Ánh sét bùng nổ trước mặt Mục Tiểu Đao, sau đó là một bóng người không ngừng thối lui đến hơn vạn trượng. Là Tiểu Ách. Vừa dừng lại, đồng tử Tiểu Ách đã co rụt, vội vã nghiêng người, né tránh một tia sáng băng giá vút qua mặt mình. Từ nơi xa, Mục Tiểu Đao nhìn nàng ta với nụ cười như có như không. Tay ả ta vẫn cầm phi đao, nhưng trên má trái Tiểu Ách đã có thêm vết máu. Mục Tiểu Đao khẽ cười, Tiểu Ách người bỗng dưng yếu như vậy, ta có hơi không quen. Nói xong ả lại đưa tay ra, thanh phi đao trên đó bắt đầu xoay tít, chỉ trong chốc lát đã khiến đất trời mở đi. Cẩn thận thanh phi đao, đất trời khó chịu đựng. Mục Tiểu Đao cười với Tiểu Ách, đao này ra, ngươi sẽ chết. Nhưng yên tâm, ta sẽ để ngươi chết có thể diện. Vào giây phút ả ta chuẩn bị ra tay, Diệp Huyên bỗng la lên, chậm đã. Mục Tiểu Đao nhìn sang, ngươi có vấn đề gì? Diệp Huyên, ta thấy như vậy là không công bằng. Dù sao Tiểu Ách cô nương hiện nay không ở trạng thái tốt nhất. Mục Tiểu Đao chỉ chớp mắt, công bằng. Là gì cơ, ăn được không? Diệp Huyên nghẹn họng, mẹ, lại gặp phải một kẻ vô liêm sỉ. Mục Tiểu Đao đánh giá hắn một hồi, người có ách thể, xem ra quan hệ giữa ngươi và Tiểu Ách không cạn. Diệp Huyên chỉ nói, ta cho rằng, nếu cô nương cứ thế giết Tiểu Ách cô nương thì sẽ có rất nhiều tiếc nuối. Dù sao nàng ấy không ở trạng thái tốt nhất. Mục Tiểu Đao lại lắc đầu, không, ta chẳng nuối tiếc gì cả. Diệp Huyên nghĩ một hồi rồi lại nói, ta thật sự không hiểu, hai người đều là người của thần đình vũ trụ mà, sao lại tự giết lẫn nhau. Nói xong, bản thân hắn cũng thấy mình hoang đường. Má nó chứ, bọn họ giết hại lẫn nhau không phải chuyện tốt hay sao? Mục Tiểu Đao lại ngắm nghía hắn, cười nói, mà ta cũng không hiểu. Rõ ràng nàng ta là người bảo vệ pháp tắc tai ách, ngươi lại có ách thể, làm thế nào mà hai ngươi lại chung trả với nhau được nhỉ? Tiểu Ách cả giật quát lên, ngươi mới chung trả với hắn. Ta và hắn chẳng liên quan gì sất. Diệp Huyên gật đầu, hai chúng ta trong sạch, không có bất kỳ quan hệ gì. Mục Tiểu Đao chớp mắt, trong sạch, ta bảo hai ngươi không trong sạch hồi nào đâu. Diệp Huyên. Ả ta lại nhìn cả hai một phen, đừng nói là các ngươi, thật sự ở chung với nhau rồi chứ. Nếu thật sự là vậy, thì ta sốc lắm đấy. Tiểu Ách phun ra những lời đóng băng, Mục Tiểu Đao, mi muốn dùng cái miệng để giết chúng ta hay gì? Ả ta chỉ cười, được thôi, ta không nhiều lời nữa. Tiểu Ách, chịu chết đi. Vừa dứt lời, phi đao trong tay ả đã bay ra. Đồng tử co rụt lại. Tiểu Ách chụp hai tay trước ngực, ngưng tụ ra một bức tường sấm màu đỏ. Phi đao bay đến, sau đó là tiếng huỳnh vang lên. Tường sấm chấn động dữ dội rồi vỡ nát, phi đao lao tới, xuyên thấu ngực Tiểu Ách. Máu chảy ra. Tiểu Ách ăn trọn một đao xuyên ngực, bay ngược lại hơn nghìn trượng. Khi dừng lại, một ngụm máu tươi chậm rãi trào ra quanh miệng nàng ta. Từ vết thương trước ngực, một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu sinh sôi trong cơ thể tàn tạ của Tiểu Ách, khiến nàng ta phải vội vã chân áp nó. Nơi xa, thanh phi đao thoát cái quay về tay Mục Tiểu Đao. Ả ta cười, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiểu Ách mở to mắt nhìn phi đao rời khỏi tay ả ta, biết rằng lần này mình cầm chắc cái chết. Chỉ cần nàng ta ra tay ngăn cản phi đao, cơ thể sẽ lập tức bị luồng sức mạnh kia phá nát. Phải chết thật rồi sao? Tiểu Ách nhắm mắt lại. Đây còn không phải trạng thái tốt nhất, nàng ta không cam lòng cứ thế chết đi. Nhưng ngoại trừ không phục ra thì Tiểu Ách hoàn toàn lực bất tòng tâm. Bỗng nhiên, nàng ta mở bừng mắt, nhìn thấy một người thanh niên đang đứng chắn trước mặt mình. Diệp Huyên. Đương lúc Tiểu Ách sửng sốt không thôi, Tiểu Tháp đã bay đến trước mặt, thả ra tử khí như sóng trào cuồn cuộn về phía nàng ta.
Diệp Huyên không rời mắt khỏi phi đao, nói, chữa thương nhanh đi, ta giúp cô cản ả lại. Sau đó hắn lao ra ngoài. Hắn biết mình tuyệt đối không đánh lại Mục Tiểu Đao, nhưng hắn bắt buộc phải đánh. Bởi vì chỉ cần Tiểu Ách bỏ mạng, mục tiêu kế tiếp của ả ta chính là Diệp Huyên hắn. Nếu hắn cứu Tiểu Ách, hai người hợp tác với nhau thì còn chút hy vọng sống sót. Diệp Huyên rút kiếm, tung ra chiêu thức mạnh nhất hiện nay của mình, kiếm vực kết hợp với sinh tử nhất kiếm. Chỉ nghe ầm một tiếng, kiếm quang vụn vỡ, mà bản thân Diệp Huyên thì lập tức thối lui hơn nghìn trượng. Rắc! Hắn chỉ vừa đứng lại, kiếm thiên chu trong tay đã đầy vết rạn nứt, ngay cả cơ thể hắn cũng chi chít mạng nhện, đặc biệt là gương mặt, trông kinh khủng vô cùng. Diệp Huyên hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, suýt nữa thôi là thần hồn câu diệt rồi, còn ả này khủng khiếp quá. Sao phái nữ hắn gặp được toàn là những người khủng bố vậy? Mục Tiểu Đao đánh giá hắn một chút, phàm kiếm, thú vị đấy. Nếu không phải thì Diệp Huyên đã bỏ mạng chắc rồi. Hắn đưa tay lau vết máu bên khóe môi đi rồi nhìn lại phía sau. Có sự hỗ trợ của tử khí, Tiểu Ách đã khôi phục lại được đáng kể, nhưng vẫn cần thêm thời gian. Xem ra tình cảm hai người sâu đậm phết. Mục Tiểu Đao bỗng cười, ăn thêm một đao của ta này. Tay ả mở ra, phi đao bay vút đi. Đất trời như quy về an tĩnh, chỉ còn tiếng đao xé gió bay đi. Đồng tử Diệp Huyên co rụt lại, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, không thể địch nổi. Hay là trốn? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn phủ quyết ngay tức khắc, một tia lệ khí hiện lên trong mắt. Trốn cái búa. Có chết cũng phải chết vinh. Hắn bước về trước, tay cầm kiếm chém ra. Vẫn là sinh tử nhất kiếm, nhưng hắn đã không còn nhớ đến sinh tử nữa. Sinh, là kiếm này. Tử, cũng là kiếm này. Một tiếng ầm vang lên khi phi đao bay đến. Kiếm quang và đao quang nổ tung trước mắt Diệp Huyên, khiến đất trời chao đảo. Đôi mắt Mục Tiểu Đao nheo lại khi nhận ra Diệp Huyên thế mà lại dùng thanh kiếm thiên chu giãn nước kia chặn được đao của mình. Giờ phút này, tâm hắn bình lặng như nước, quanh người không có một chút khí tức kiếm đạo, nhưng kiếm trong tay lại khẽ chấn động. Mục Tiểu Đao nói, phàm cảnh. Không phải phàm kiếm, mà là phàm cảnh cảnh giới vượt khỏi các cảnh giới khác. Từ giờ phút này trở đi, Diệp Huyên đã chân chính thoát khỏi mọi sự ràng buộc. Những cảnh giới do đạo kinh và người khác đặt ra đều không có hiệu quả với hắn. Mục Tiểu Đao nâng tay phải lên. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, Diệp Huyên phải lùi lại hơn nghìn trượng, còn ói máu sau khi dừng lại. Nhưng hắn đang cười. Phàm cảnh. Hắn cuối cùng cũng đạt đến phàm cảnh rồi. Mục Tiểu Đao cười nói, trông ngươi có vẻ vui. Thế ôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay. Để kiếm khí ồ ạt tràn ra từ cơ thể mình. Kiếm khí này không phải của hắn, mà là số lượng còn sót lại của người đàn ông áo xanh từ mấy vạn năm trước. Mục Tiểu Đao vừa nhìn thấy những kiếm khí này thì biến sắc, dùng hai ngón tay kẹp phi đao chém về trước. Không gian trước mặt ả ta sụp đổ nhưng kiếm khí thì không hề hấn gì. Chúng đập tan sức mạnh của ả ta, ồ ạt xông tới. Đồng tử Mục Tiểu Đao rụt lại. Búng chân lướt về sau, vung phi đao ra. Vụt. Đao xé rách không gian mà đi, nện vào kiếm khí. Một tia kiếm khí găm vào chuôi đao khiến nó khựng lại, tia thứ hai nện vào thân đao khiến nó văng ra xa. Mục Tiểu Đao đã lui lại hơn vạn trượng, vươn tay gọi phi đao về, nhưng nó đã đầy rẫy vết rạn. Diệp Huyên gầm lên, ngưng. Những kiếm khí vốn hư ảo kia bỗng dung hợp lại với nhau. Hóa thành một thanh khí kiếm khá chân thật. Hắn chỉ tay về trước, chạm. Khí kiếm lập tức phá không mà đi. Vẻ nghiêm trọng hiện ra nơi đáy mắt, Mục Tiểu Đao khép chúng lại. Ả ta không lùi bước mà lại tiến lên, tay nắm lấy phi đao chém ra, phá thương khung. Đi kèm phi đao là một thanh đao khí dài đến trăm trượng ngưng tụ trong không trung trước khi rơi xuống. Rắc! Chỉ trong nháy mắt. Đao chém ngang trời, bốn bể vụn vỡ, đại thiên giới khiếp sợ. Khi đao khí va chạm với khí kiếm, đất trời ầm ầm chấn động, không gian trong vòng mấy chục vạn hóa thành hư vô. Sau đó,
có tiếng rạn nứt vang lên. Đao khí của Mục Tiểu Đao vỡ thành từng mảnh nhỏ, khí kiếm thần tốc lao tới, trực chỉ ả ta. Lệ khí lóe lên trong mắt Mục Tiểu Đao, tay ả vung ra chảm thần. Phi đao trong tay ả ta hóa thành một tia sáng lạnh giá khiến thiên địa biến sắc, chém thẳng vào khí kiếm. Uỳnh! Phi đao vỡ nát, tản ra một luồng sức mạnh khổng lồ thẳng phía chân trời rồi lan ra vũ trụ với tốc độ cực nhanh, khiến không gian cánh đó trăm vạn dặm cũng sôi trào. Mà khí kiếm thì tiếp tục nhằm vào Mục Tiểu Đao. Sắc mặt trở nên dữ tợn, ả ta nhắm mắt, ngưng tụ ra một thanh đao hư ảo trên đầu. Nó càng trở nên rõ ràng, sức mạnh bản nguyên của đất trời càng yếu dần đi. Thanh đao ấy đang làm tổn hại đến bản nguyên của vũ trụ đại thiên này. Mục Tiểu Đao mở bừng mắt, gào lên, thần hợp. Linh hồn ả ta bỗng chốc rời khỏi thân thể, cầm lấy phi đao mở ảo, vung nó về trước. Một đao này khiến sức mạnh bản nguyên của đại thiên giới tan biến với tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy. Đao rơi xuống, vạn vật xóa sổ, ngay cả thế giới nơi Mục Tiểu Đao đang đứng cũng tan thành mảnh nhỏ. Một đao hạ xuống, vạn vật tan biến. Nhưng đáng chú ý là khi vừa vung khí kiếm ra, Diệp Huyên đã cõng Tiểu Ách chạy đi mất dạng. Để ngăn cản một kiếm này, Mục Tiểu Đao đã không tiếc mọi thứ, tung ra đường đao mạnh nhất của mình. Sát thương của nó quá lớn, không chỉ tổn thương bản nguyên mà còn cả thiên địa, vì vậy thường ngày ả ta đều không dùng đến. Nhưng đứng trước khí kiếm mạnh mẽ nhường này, ả đã không còn lựa chọn nào khác. Đao hạ xuống, cuối cùng cũng buộc khí kiếm phải ngừng lại. Nhưng chỉ một khắc sau, đồng tử Mục Tiểu Đao rụt lại khi thấy phi đao trong tay bắt đầu tan vỡ từng chút một. Ả ta vẫn không thể ngăn được. Trong hốt hoảng, ả quát lên, hồn quy chảm thần. Linh hồn ả ta lập tức trở về thân thể, phi đao mờ ảo kia cũng biến mất không còn tung tích. Khí kiếm gào thét lao đến, ả ta dùng tay làm đao, vung về trước, phá. Uỳnh! Cánh tay phải của ả ta vỡ vụn, bị sức mạnh khổng lồ thổi bay ngược đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại, khí kiếm lại trở đến trước mặt ả ta, nhưng khựng lại khi còn cách trán ả nửa tấc rồi chậm rãi tan biến. Mục Tiểu Đao chậm rãi nhắm mắt lại. Một luồng sức mạnh bí ẩn quanh quẩn trước mặt ả ta rồi dần dần tiêu tán. Chính nó đã phá hủy kiếm khí. Mục Tiểu Đao mở mắt, nhìn về nơi xa với sát ý pha lẫn kiêng kỵ sâu đậm. Ả ta biết kiếm khí này không thuộc về Diệp Huyên, nhưng vậy thì của ai? Đoạn ả ta cúi đầu nhìn xuống vai phải mình, nơi chỉ còn một mảng trống rỗng. Đôi mắt Mục Tiểu Đao khép lại, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một nơi khác, Diệp Huyên cõng Tiểu Ách huồng chân chạy như bay. Vậy mà vẫn cảm nhận được trận chiến kịch liệt phía sau. Bỗng nhiên Tiểu Ách nói, kết thúc rồi, dừng lại đi. Diệp Huyên dừng chân, đặt nàng ta xuống, ngoái nhìn về sau, ả chết chưa? Tiểu Ách nhìn về chân trời, lắc đầu, không, sức mạnh pháp tắc phía sau đã cứu ả. Diệp Huyên cau mày, mẹ, lại gọi người đến giúp, không biết xấu hổ. Tiểu Ách liếc xéo hắn, người nói những lời này mà không thấy ngượng à. Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Bây giờ, hắn bắt đầu chữa thương bằng tử khí. Hắn đã đạt đến phàm kiếm, ngoại vật gì cũng có thể sử dụng, vì hắn sẽ không lệ thuộc vào những ngoại vật kia nữa. Tâm cảnh của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác với trước kia. Nhưng tất nhiên chủ yếu là vì hắn không thể không dùng bảo vật. Nếu không thì thật sự không thể thắng nổi. Tiểu Ách ở một bên cũng đang chữa thương, lúc này thương tích của nàng ta gần như đã hồi phục. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, khi nãy sao lại cứu ta? Diệp Huyên nghiêm túc nói, chúng ta là bạn tốt mà, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Tiểu Ách đột nhiên nổi giận, im miệng. Diệp Huyên. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, ta cho người biết, với trạng thái của ta bây giờ, dù chúng ta có liên thủ cũng không đánh lại nữ nhân kia. Hơn nữa nữ nhân kia còn triệu hoán người chấp pháp vũ trụ, với tốc độ của những người đó, bọn họ sẽ chạy đến đây nhanh thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tiểu Ách, cô cũng là người của thần đình vũ trụ, đừng nói cả cô mà người chấp pháp vũ trụ cũng đánh nhé. Nét mặt Tiểu Ách không chút cảm xúc, bọn họ không đánh ta.
nhưng sẽ đánh ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, vậy cô cảm thấy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, giết chết Mục Tiểu Đao, giết chết người chấp pháp vũ trụ, sau đó tiêu diệt thần đình vũ trụ. À! Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy chúng ta bàn xem nên đối phó với Mục Tiểu Đao thế nào đi. Tiểu Ách im lặng một lát rồi nói, cái này thì có thể có cách. Cô có đề nghị gì không? Có ba cách, cách thứ nhất, gọi đại ca của ngươi đến. Diệp Huyên lắc đầu, không biết đại ca đã đi đến đâu tung hoành rồi. Nói cách thứ hai đi. Tiểu Ách chỉ vào giữa chân mày của mình, giúp ta lấy kiếm khí đại ca ngươi để lại trong đầu ta ra, ta và ả ta đấu tay đôi, ngươi ở một bên đánh lén, chắc chắn có thể giết chết ả ta. Diệp Huyên hỏi, giết ả ta xong thì sao? Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, sau đó ta giết ngươi. Diệp Huyên cạn lời, nói thử cách thứ ba đi. Hắn hiểu rõ, bây giờ mình có thể giữ hòa bình với Tiểu Ách cũng là vì nàng ta bị kiếm khí chấn áp, nếu thu hồi kiếm khí, người phụ nữ này sẽ còn đáng sợ hơn cả Mục Tiểu Đao. Khi đó, có thể hắn sẽ bị cả hai đánh. Nét mặt Tiểu Ách không chút cảm xúc, cách thứ ba là tiếp tục trốn. Nhưng đây chỉ là cách tạm thời, vì sớm muộn gì ả ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Diệp Huyên nói, ta đã đạt tới phàm cảnh, chúng ta liên thủ có thể giết ả ta không? Tiểu Ách lắc đầu, không thể. Diệp Huyên vừa định đáp lời thì Tiểu Ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng ta cau mày, đến rồi. Nàng ta vừa dứt lời, chân trời đột nhiên nứt ra, một cô gái xuất hiện. Chính là Mục Tiểu Đao. Mà lúc này, thương tích của Mục Tiểu Đao gần như đã hồi phục. Lần này Mục Tiểu Đao không để tâm đến Tiểu Ách mà nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi còn có kiếm khí đó nữa không? Diệp Huyên gật đầu, còn. Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm hắn, không, ngươi không còn. Dứt lời, phi đao trong tay nàng ta đột nhiên bay ra, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ở phía xa tiến lên một bước, đâm kiếm tới. Chỉ là một kiếm bình thường. Diệp Huyên lập tức lùi xa mấy nghìn trượng, nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, sau đó chém một kiếm xuống. Mục Tiểu Đao kẹp phi đao bằng hai ngón tay đỡ đòn. Thiên địa chấn động. Diệp Huyên bị đánh bay một lần nữa, nhưng vào lúc hắn bị đánh bay, mười mấy tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện xung quanh Mục Tiểu Đao. Kiếm quang tung hoành, không gian vỡ vụn. Mà lúc này, thân thể Mục Tiểu Đao chợt trở nên hư ảo, như ẩn như hiện, mười mấy tia kiếm quang kia chém vào không khí. Một lát sau, thân thể Mục Tiểu Đao ngưng tụ, mà mười mấy tia kiếm quang kia đã biến mất. Thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt. Lúc Mục Tiểu Đao đang định ra tay, một tia huyết lôi đột nhiên đánh thẳng xuống từ trên đầu ả ta. Tiểu Ách ra tay rồi. Nàng ta cũng biết bây giờ không thể để Mục Tiểu Đao giết Diệp Huyên được, nếu không nàng ta cũng phải chết. Nàng ta và Diệp Huyên liên thủ thì còn có một cơ hội sống. Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay, phi đao trong tay ả ta đột nhiên bay lên, chém thẳng về phía huyết lôi. Huyết lôi lập tức nổ tung, biến thành hư vô. Mà lúc này, Tiểu Ách đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, nàng ta dùng tay làm đao chém một phát về phía Mục Tiểu Đao. Sau cú chém này, một tia lôi quang màu máu tựa như một thanh đại đao chém mạnh về phía Mục Tiểu Đao. Nét mặt Mục Tiểu Đao lạnh như băng, ả ta lao về phía trước, hai ngón tay giữ lấy đao chém xuống. Dùng sức mạnh đỡ đòn. Một đao chém xuống. Lôi quang màu máu kia lập tức vỡ tan. Tiểu Ách thoáng chốc lùi xa cả vạn trượng. Mục Tiểu Đao đang định ra tay một lần nữa thì có một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở giữa chân mày ả ta. Ả ta nghiêng đầu, tránh thoát thuấn sát nhất kiếm với khoảng cách nhỏ bé. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ả ta, một thanh kiếm chém thẳng xuống từ trên đầu ả ta. Thân thể Mục Tiểu Đao thoáng chốc trở nên hư ảo. Vụt! Phát kiếm này của Diệp Huyên cứ thế chém vào trong không khí. Chiêu kiếm chém vào không khí khiến sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn chợt đâm một kiếm sang bên phải. Kiếm vừa đâm ra, Diệp Huyên đã cảm thấy cánh tay tê dần,
lồng ngực nặng nề, sau đó, hắn bay ra xa tận mấy vạn trượng. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên bay ra ngoài, Mục Tiểu Đao đột nhiên mở lòng bàn tay, một thanh phi đao lập tức đuổi theo, chém thẳng về phía Diệp Huyên. Phi đao như sấm, chém rách mọi thứ. Chiêu đao chém ra, thiên địa xung quanh lập tức bị chôn vùi. Rất rõ ràng là Mục Tiểu Đao muốn dùng một đao này giết chết Diệp Huyên. Thấy chiêu đao này, Diệp Huyên ở phía xa híp mắt lại. Một chiêu đao quá mạnh. Trong mắt Diệp Huyên có lệ khí lóe lên, hắn không rút lui mà còn tiến về phía trước, rút kiếm ra chém một phát. Sinh tử nhất kiếm. Hoặc là sinh. Hoặc là tử. Chiêu kiếm này chém thẳng lên trên phi đao kia, phi đao rung động dữ dội, một lực lượng mạnh mẽ chợt bộc phát. Diệp Huyên híp mắt, hắn vội vàng thi triển kiếm vực để trấn áp. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ trong phi đao lập tức bị kiếm vực của hắn trấn áp, nhưng sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên tái nhợt. Lực lượng của chiêu đao này đã vượt qua giới hạn có thể chấp nhận của kiếm vực của hắn. Lúc này, Mục Tiểu Đao ở phía xa đột nhiên mở lòng bàn tay, một thanh phi đao hư ảo xuất hiện trong tay ả ta. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, đi. Ả ta vừa dứt lời, thanh phi đao đã bay thẳng về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đang trấn áp thanh phi đao kia, sao có thể đỡ được thanh phi đao này? Ngay lúc này, một tia huyết lôi đột nhiên lóe lên, đánh thẳng lên trên thanh phi đao. Ầm. Phi đao rung động kịch liệt, huyết lôi nổ tung, phi đao bay thẳng tới, chém về phía Tiểu Ách đang chặn trước mặt Diệp Huyên. Trong mắt Tiểu Ách có lệ khí lóe lên, nàng ta chắp hai tay, giữ lấy phi đao. Ầm. Thân thể Tiểu Ách rung động kịch liệt, vô số huyết lôi nổ tung từ trong người nàng ta, cùng lúc đó, thân thể nàng ta dần trở nên hư ảo. Thực lực của nàng ta bây giờ hoàn toàn không đỡ được lực lượng của một đao này. Mà lúc này, Mục Tiểu Đao ở phía xa lại mở lòng bàn tay, phi đao ngưng tụ. Mục Tiểu Đao nhìn Tiểu Ách đi. Phi đao đột nhiên bay ra. Lại một đao nữa. Thấy cảnh này, Tiểu Ách chợt híp mắt, một khắc sau, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi bị kiếm tu phong ấn, thực lực của nàng ta còn không bằng được một nửa thời kỳ đỉnh cao. Dưới tình huống này hoàn toàn không thể chống lại Mục Tiểu Đao đang trong trạng thái đỉnh cao, đừng nói với trạng thái bây giờ, dù lúc nàng ta mạnh nhất, cũng không dám chắc có thể thắng Mục Tiểu Đao. Bây giờ, nàng ta biết mình thật sự phải chết rồi. Nàng ta không sợ chết, nhưng nàng ta không vui vì đồ đê tiện sau lưng không chết cùng mình. Nhưng cũng không sao. Dù sao nàng ta và đồ đê tiện này đều sẽ bị tiêu diệt thần hồn. Mọi người đều sẽ không có kiếp sau. Lúc này, Diệp Huyên sau lưng Tiểu Ách đột nhiên hét to, một khắc sau, hắn rút lui khỏi kiếm vực, mặc cho phi đao xuyên qua trước ngực mình, nhưng hắn lại lao tới trước mặt Tiểu Ách, đâm kiếm thiên chu về phía trước. Kiếm quang chém vỡ đao mang. Ầm. Kiếm thiên chu trong tay Diệp Huyên nổ tung, phi đao bay nhanh tới, đâm thẳng vào người hắn. Ầm. Người Diệp Huyên rung động dữ dội. Sau đó trở nên hư ảo. Tiểu Ách ở sau lưng Diệp Huyên mở hai mắt ra, khi thấy cảnh trước mặt, Tiểu Ách trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyên chậm rãi ngã xuống, Tiểu Ách theo bản năng đỡ lấy hắn, Diệp Huyên vừa muốn nói chuyện thì màu tươi chợt tràn ra từ trong miệng hắn, trước ngực thoáng chốc bị nhuộm đỏ. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, cười khổ, ta vừa đạt tới phàm cảnh, vốn cứ tưởng cuối cùng cũng vô địch rồi. Không ngờ, lại xuất hiện một người mạnh như vậy, không thể để ta gặp một kẻ thù bình thường một chút sao? Kẻ thù luôn mạnh hơn ta tận mấy cấp, ta may mắn thật. Dứt lời, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, không nói một lời, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta sắp chết ư. Tiểu Ách gật đầu. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta cảm thấy mình vẫn có thể cứu được. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, cả đời này Tiểu Ách ta không thiếu nợ ai. Ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Dứt lời, nàng ta đứng dậy nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nàng ta chậm rãi nâng hai tay lên, trong nháy mắt, huyết lôi phía chân trời dao động. Cùng lúc đó, giữa chân mày Tiểu Ách xuất hiện một chữ Ách nhỏ.
Mục Tiểu Đao híp mắt lại, "Tiểu Ách, ngươi muốn sử dụng lực lượng pháp tắc mà pháp tắc tai ách để lại cho ngươi à? Ngươi phải hiểu rõ người sau lưng ngươi là ách thể, ngươi sử dụng lực lượng pháp tắc cứu hắn chính là phản bội pháp tắc tai ách, phản bội thần đình, ngươi sẽ bị đánh vào thần ngục vô biên, nhốt lại vạn kiếp." Tiểu Ách nổi giận, "Ta muốn cái mẹ gì? Bà đây cũng sắp chết rồi, còn nghĩ cái khỉ gió gì nữa?" Dứt lời, chữ ách ở giữa chân mày nàng ta đột nhiên bay ra, một khắc sau, một lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện. A! À, lực lượng pháp tắc kia cũng không dừng lại mà vẫn đuổi theo Mục Tiểu Đao. Lần này, Mục Tiểu Đao không đỡ đòn. Vì ả ta biết mình không đỡ nổi lực lượng pháp tắc tai ách này. Thấy Mục Tiểu Đao chạy trốn, sắc mặt Tiểu Ách vô cùng u ám, một lát sau, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích. Tiểu Ách hơi nhíu mày, đừng nói tên này chết thật rồi nhé. Tiểu Ách bước nhanh đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta quan sát Diệp Huyên một lúc, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Tiểu Ách đá Diệp Huyên một cước, ngươi đừng có giả chết. Diệp Huyên vẫn nằm im. Tiểu Ách mở lòng bàn tay, một tia thần lôi xuất hiện trong tay nàng ta, lúc này, Diệp Huyên lập tức ngồi dậy, hắn cười ngượng ngùng, sao cô biết ta vẫn chưa chết. Tiểu Ách thu hồi thần lôi, nét mặt không chút cảm xúc, tự nhiên ta quên mất ngươi có huyết mạch bất tử của bất tử đế tộc. Huyết mạch bất tử. Sau chiêu đao vừa rồi, Diệp Huyên vốn sẽ chết chắc, nhưng huyết mạch bất tử đã cứu hắn. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, trước đó hắn cũng cho rằng mình chết chắc. Mãi đến lúc huyết mạch bất tử bắt đầu chữa trị cho thân thể hắn, hắn mới nhớ ra mình vốn có huyết mạch bất tử. Lần này nếu không nhờ có huyết mạch bất tử thì hắn chết chắc. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tiểu Ách, ta có huyết mạch bất tử này, có phải có nghĩa là ta có thể vừa đánh vừa câu giờ để kết liễu người phụ nữ kia đúng không? Tiểu Ách lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người đang nằm mơ cái gì thế? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không được ư. Tiểu Ách nói, khi nãy nếu ả ta chém thêm một đao nữa, thần hồn của ngươi sẽ lập tức tan biến. Dù huyết mạch bất tử của ngươi rất kinh khủng, nhưng không phải là vô địch, chỉ cần lực lượng đủ mạnh là có thể giết chết ngươi bằng một đao vào lúc ngươi vẫn chưa hồi phục. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, lực lượng pháp tắc của cô khi nãy có thể giết chết ả ta không? Tiểu Ách lắc đầu, không thể, chỉ có thể tạm thời đuổi ả ta đi thôi, mà ả ta sẽ nhanh chóng quay lại. Hơn nữa. Nói đến đây, nàng ta im lặng. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, cô sử dụng lực lượng pháp tắc tai ách giúp ta thì sẽ bị thần đình vũ trụ trừng phạt đúng không? Nét mặt Tiểu Ách không chút cảm xúc, đó là chuyện của ta. Dứt lời, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, ta không phải vì cứu ngươi, ta chỉ không thích người phụ nữ kia thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, khẽ nhíu mày, cô thật sự sẽ bị trừng phạt à? Tiểu Ách lạnh nhạt nói, đó là chuyện của ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiểu Ách, hay là cô đừng đi theo pháp tắc tai ách kia nữa. Tiểu Ách chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi đi đi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bọn họ muốn trừng phạt cô đấy. Tiểu Ách tức giận nhìn Diệp Huyên, nếu bây giờ ngươi còn không đi, đợi người phụ nữ kia làm lực lượng pháp tắc của ta biến mất, ả ta sẽ đến đây một lần nữa, khi đó, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ả ta. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được người duy trì trật tự vũ trụ cũng đang đi đến đây. Nhiều nhất nửa canh giờ nữa, bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi này. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta đi cùng nhau. Tiểu Ách nổi giận, đi cái khỉ gió. Ta là người bảo vệ pháp tắc tai ách, trách nhiệm của ta là bảo vệ pháp tắc tai ách và thần đình vũ trụ. Diệp Huyên cũng nổi giận, bọn họ muốn trừng phạt cô đó. Tiểu Ách tức giận nhìn Diệp Huyên, ta mắc lỗi, bị phạt là chuyện đương nhiên. Diệp Huyên nổi giận, chuyện đương nhiên cái khỉ gì, đi cùng ta. Tiểu Ách nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Trong mắt tràn đầy lửa giận, ngươi chỉ biết đi, đi đâu mới được. Ngươi có biết nếu ta đi theo ngươi, thì sẽ không chỉ có một mình Mục Tiểu Đao đến, mà còn có người bảo vệ pháp tắc mạnh hơn đến nữa không? Diệp Huyên phẫn nộ quát, ông đây không sợ. Tiểu Ách tức đến mức lồng ngực phập phồng, nàng ta hít sâu một hơi, sau đó nói, đồ khốn kiếp,
ta cứu ngươi chỉ là không muốn thiếu ngươi cái gì thôi, thật đấy, ta không có ý gì khác cả. Hơn nữa ta là kẻ thù của ngươi, ngươi có hiểu không? Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, nổi giận, cô dùng lực lượng pháp tắc tai ách cứu ta, hành động này cũng giống như phản bối pháp tắc tai ách và thần đình vũ trụ, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, đây là sự lựa chọn của ta. Diệp Huyên lắc đầu, đang định lên tiếng thì Tiểu Ách lại nói, đi nhanh đi. Lực lượng pháp tắc của ta đang từ từ tiêu tán, một khi nó hoàn toàn biến mất, người phụ nữ kia sẽ lập tức quay lại. Hơn nữa, những người chấp pháp vũ trụ kia cũng đang ngày càng đến gần nơi này, bây giờ không đi, lát nữa ngươi sẽ không thể đi nữa đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô ở lại đây, mục tiểu đao sẽ giết cô. Tiểu Ách ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, sẽ không. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tại sao? Tiểu Ách bực mình nhìn Diệp Huyên, đừng nhiều lời như mấy bà già nữa được không? Mau cút đi. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì lúc này, Tiểu Ách đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một khắc sau, nàng ta túm lấy cổ áo của Diệp Huyên, phẫn nộ nói, cái tên ngu xuẩn này, bây giờ ngươi không đi được nữa rồi. Nàng ta vừa dứt lời, không gian phía chân trời đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một người áo đen cầm pháp trượng xuất hiện, sau lưng người áo đen còn có 12 người áo đen khác, những người này đều đeo trường đao bên hông. 12 người đều đeo mặt nạ, không thể nhìn thấy mặt thật. Người chấp pháp vũ trụ. 12 người đứng ở đó nhưng hoàn toàn không có hơi thở, giống như không tồn tại vậy. Người áo đen cầm đầu nhìn thẳng về phía Tiểu Ách phản bội thần đình, chúng ta phụng mệnh lập tức đến bắt ngươi, đưa đến thần ngục vô biên. Dứt lời, lão ta mở lòng bàn tay, một sợi dây xích màu đen bay ra từ lòng bàn tay lão ta, đi đến chỗ Tiểu Ách. Nét mặt Tiểu Ách không có chút cảm xúc, cũng không định phản kháng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chặn trước mặt nàng ta, rút kiếm chém một phát. Sợi dây xích kia lập tức bị chém bay. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, híp mắt lại, tội nhân ách thể. Diệp Huyên gằn giọng, bắt người đã hỏi ý ông đây chưa? Dứt lời, hắn lại muốn ra tay, lúc này, Tiểu Ách đột nhiên chặn trước mặt hắn, nàng ta nhìn Diệp Huyên, mục tiểu đao vẫn chưa đến, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội chạy đấy. Diệp Huyên nổi giận, ông đây không trốn. Tiểu Ách tức giận, đây là chuyện của ta không cần ngươi lo. Nét mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, trốn hay không cũng là chuyện của ta không cần cô lo. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt giận dữ, ngươi. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói, bắt tội nhân ách thể lại. Lão ta vừa dứt lời, một người áo đen trên chân trời đột nhiên biến mất. Trong mắt Diệp Huyên có lệ khí lóe lên, hắn chém về phía trước một kiếm. Một tia kiếm quang lóe lên, người áo đen kia lập tức bị chém lui, nhưng lúc này, một thanh đao lặng lẽ xuất hiện sau gáy hắn. Tốc độ của thanh đao nhanh đến mức Diệp Huyên hoàn toàn không thể tránh né. Diệp Huyên cũng không định tránh đi, hắn trở tay đâm một kiếm về phía sau. Cách đánh lấy mạng đổi mạng. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác cả. Ý. Chiêu đánh hoàn mỹ. Diệp Huyên bắt đầu thi triển kiếm vực vừa xuất hiện, tốc độ của thanh đao lập tức bị chấn áp, chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên đã lùi về phía sau mười mấy trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, 12 tia đao quang đột nhiên tiến vào trong kiếm vực của hắn. Kiếm vực của hắn lập tức bị chém vỡ. Một khắc sau, không gian trước mặt hắn lập tức xuất hiện mấy trăm tàn ảnh. Trong mấy trăm tàn ảnh này xen lẫn mấy trăm tia đao quang. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc sau, hắn đột nhiên mở mắt, nhanh chóng xuất kiếm. Phàm kiếm. Trong nháy mắt, hắn thẳng tay chém ra cả trăm kiếm. Tất cả đều là phàm kiếm. Xung quanh có kiếm quang và đao quang vỡ vụn, còn Diệp Huyên thì liên tục lùi về phía sau, xung quanh hắn có vô số đao quang răng kín, tiếng không gian bị xé rách tựa như tiếng pháo không ngừng vang lên. Lúc này, Tiểu Ách ở cách đó không xa đột nhiên biến mất. Xoẹt. Một tia thần lôi màu máu lóe lên. Không gian nào đó ở phía xa nổ tung.
trận chiến dừng lại. Tiểu Ách xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, lúc này trên người Diệp Huyên là vết đao chẳng chịt, nhưng những vết đao này đều hồi phục với tốc độ vô cùng nhanh. Trên người của 12 người kia cũng đầy vết kiếm. Ông lão áo đen nơi chân trời nhìn xuống Tiểu Ách, người bảo vệ, người biết mình đang làm gì không? Tiểu Ách không để ý tới ông lão áo đen, nàng ta xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ta phải trở về. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, cô trở về sẽ không có kết quả tốt đâu. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyên, nhưng ta phải trở về, ta phạm sai lầm, bị thần đình xử phạt là chuyện đương nhiên. Diệp Huyên nhìn Tiểu Ách, sở dĩ cô phạm sai lầm là vì cứu ta cũng có một phần lỗi. Tiểu Ách lắc đầu, lập trường của ta và ngươi không giống nhau. Lập trường không giống nhau. Diệp Huyên im lặng không đáp, hắn là ách thể, còn Tiểu Ách là người bảo vệ pháp tắc tai ách, là người bảo vệ của thần đình vũ trụ, đúng vậy, lập trường của hai người họ khác nhau. Tiểu Ách đang định nói tiếp thì lúc này, ông lão áo đen nơi chân trời đột nhiên lên tiếng, giết. Giết. 12 người bảo vệ trật tự vũ trụ kia lập tức muốn ra tay, nhưng Tiểu Ách đột nhiên nói, Diêm Ma, để hắn đi, ta trở về với các người. Ông lão áo đen tên Diêm Ma nhìn Tiểu Ách, người bảo vệ, người có biết mình đang nói gì không? Tiểu Ách nhìn Diêm Ma, nếu ông không cho hắn đi, ta sẽ liên thủ với hắn. E rằng các người không phải đối thủ của chúng ta đâu. Diêm Ma im lặng, sắc mặt hơi khó coi. Lão ta biết rõ thực lực của Tiểu Ách, nếu ra tay, 13 người họ thật sự không phải đối thủ của nàng ta, có thể nói, nếu Tiểu Ách muốn giết bọn họ thì thật sự rất đơn giản. Đương nhiên lão ta không biết rằng thực lực của Tiểu Ách đã bị phong ấn một phần rồi. Hơn nữa lão ta cũng không tin Tiểu Ách dám giết bọn họ, nếu giết bọn họ thì sẽ thật sự phản bội pháp tắc tai ách và thần đình vũ trụ rồi. Tiểu Ách quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đừng làm khó ta nữa. Trở về cùng bọn họ là sự lựa chọn của ta, vì ta được pháp tắc tai ách nuôi lớn, ta không muốn phản bội nàng, coi như ta cầu xin ngươi đi. Diệp Huyên đang muốn cất lời thì một tia huyết lôi đột nhiên đánh xuống từ chân trời. Cảm nhận được huyết lôi này, sắc mặt Tiểu Ách thoáng chốc thay đổi, nàng ta đẩy Diệp Huyên ra, một khắc sau, nàng ta lập tức bị huyết lôi đánh trúng. Thân thể Tiểu Ách vỡ vụn, linh hồn của nàng ta cũng bị thần lôi màu máu kia cuốn đi. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người. Diêm Ma ở cách đó không xa hơi hành lễ. Vì lực lượng pháp tắc tai ách vừa mới ra tay. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên xuất hiện, ả ta nhìn một vòng, sau đó cười nói, nàng ta toi đời rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, người có ý gì? Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, cười nói, nàng ta đã bị đưa về thần ngục vô biên, nàng ta sẽ sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Vẻ mặt Diệp Huyên lạnh như băng, kiếm chấn hồn trong tay hắn dần rung lên. Mục Tiểu Đao quan sát Diệp Huyên rồi mỉm cười, ta thật sự không ngờ nàng ta vì ngươi mà làm trái lại pháp tắc tai ách, bình thường người phụ nữ này rất thông minh. Sao lần này lại trở nên ngốc nghếch như thế? Diệp Huyên dần nhắm mắt lại, làm sao để tới thần ngục vô biên? Mục Tiểu Đao chớp mắt, người muốn đến thần ngục vô biên cứu nàng ta. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao, đột nhiên rút kiếm chém ra một nhát. Thuật rút kiếm. Thuật rút kiếm lúc này đã hoàn toàn khác với thuật rút kiếm lúc trước. Bởi vì bây giờ hắn đã là phàm cảnh. Một kiếm hạ xuống, thiên địa nứt lìa. Xa xa. Mục Tiểu Đao xòe lòng bàn tay, phi đao trong tay ả ta đột nhiên bay ra. Phập. Một âm thanh xé rách chói tai vang lên. Thanh phi đao chém thẳng vào mũi kiếm của Diệp Huyên. Bùm. Trước mặt Diệp Huyên có một vùng kiếm quang chợt nổ tung, còn hắn thì bị đẩy lùi cả mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại cánh tay hắn tê dần, đồng thời khóe miệng cũng có giọt máu chậm chậm trào ra. Ở nơi xa. Mục Tiểu Đao xòe tay rồi một thanh phi đao xuất hiện trong lòng bàn tay, ả ta chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, cười bảo có phải rất tuyệt vọng không? Muốn cứu nàng ta nhưng lại không làm được gì. Diệp Huyên cười nhẹ, ta chợt phát hiện cái gọi là trật tự của các cô rất rác rưởi. Hai ngón tay Mục Tiểu Đao kẹp lấy phi đao, ả ta nhìn Diệp Huyên, người đang chất vấn thần đình vũ trụ của chúng ta sao?
Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao, hắn cầm kiếm chỉ vào ả ta, đúng. Dứt lời, hắn đột nhiên lao về phía trước, vọt tới trước mặt Mục Tiểu Đao rồi chém ra một kiếm. Trong lòng bàn tay Mục Tiểu Đao, thanh phi đao đã hóa thành một tia đao mang rồi bay ra ngoài. Bùm! Một khoảng kiếm quang lại vỡ tan, Diệp Huyên bị đẩy lùi cả chục nghìn trượng, nhưng đúng lúc này một thanh kiếm chợt xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao không báo trước. Thuấn sát nhất kiếm. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao bình tĩnh, ả ta hơi nghiêng đầu né tránh nhát kiếm cách mình rất gần một lần nữa, cùng lúc đó phi đao trong tay ả ta đã bay ra. Diệp Huyên ở nơi xa chặn lại nhát kiếm đó. Ầm. Lời nói có thể khiến người ta đau thấu tim gan. Thực ra ả ta đang cố ý chọc giận Diệp Huyên, một người trong cơn tức giận sẽ dễ đối phó hơn. Đương nhiên điều ả ta thực sự lo lắng là Diệp Huyên vẫn còn kiếm khí mạnh mẽ trước kia. Ở phía xa, Diệp Huyên lau vết máu bên khóe miệng, cười đáp, người muốn chọc giận ta sao? Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, biết Tiểu Ách sẽ có kết cục thế nào không? Thân thể nàng ta đã bị đánh nát, linh hồn của nàng ta sẽ bị đẩy vào thần ngục vô biên, chịu thần hỏa pháp thiên thiêu đốt linh hồn vạn kiếp muôn kiếp, không chỉ thần hỏa pháp thiên mà còn có vạn kiếp lôi luyện hồn. Thần thủy thiên nhất ngâm hồn, đảm bảo linh hồn sẽ bị đóng băng, quan trọng nhất là còn phải chịu vô số lần bị roi pháp hồn đánh, cảm giác đó, chậc chậc. Diệp Huyên im lặng trong chốc lát, hắn xòe tay, kiếm chấn hồn trong tay biến thành kiếm linh. Kiếm của người đàn ông áo xanh. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt trở nên dữ tợn, ả kia, người nói ta đánh một mình không đánh lại ngươi. Được, bây giờ chúng ta đánh đi, nhớ. Ai gọi trợ giúp kẻ đó là chó. Dứt lời, hai mắt hắn đỏ lên như máu, đồng thời huyết mạch trong cơ thể cũng phóng lên trời. Bùm! Cả tinh không lập tức biến thành huyết hải. Nhìn thấy cảnh này, Mục Tiểu Đao hơi nheo mắt lại, làm trò gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Phi đao trong tay Mục Tiểu Đao bay ra. Xa xa. Diệp Huyên chém ra một kiếm. Huyết quang màu máu. Bùm. Nhát kiếm hạ xuống, phi đao của Mục Tiểu Đao bị chém dừng. Lúc này, thực lực của hai bên tương đương nhau. Thấy vậy, Mục Tiểu Đao nhíu mày, hắn làm cái trò gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyên ở đằng xa dậm mạnh chân phải. Không gian trong nháy nát nứt toác, mà thanh phi đao trước mặt hắn thì bị chém văng. Đồng thời hắn cũng hóa thành một đạo huyết quang chém về phía Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao không lùi mà tiến lên, một đao chém về phía Diệp Huyên. Keng! Một khoảng huyết quang chợt nổ tung từ nơi cách đó không xa, Diệp Huyên bị đẩy lui cả mấy nghìn trượng, Mục Tiểu Đao cũng lùi lại gần nghìn trượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.